đâu có gì đâu suy nghĩ. Sách có câu rằng đứng nam nhi tan bồng hồ thủy, phải đi chứ biết đó biết đây, ở nhà ở biết ngày nào không, phải hơn ba. Thằng Lép nói cũng có lý, làm đàn ông mà cái gì cũng nhút nhát hết thì làm sao mà làm nên sự nghiệp được. Nhưng mà bỏ xứ ra đi tôi vẫn thấy lo lo. Lo cái gì mà lo, tao có ông anh bà con ở trển, ảnh quen lớn nhiều nơi lắm, chắc chắn thế nào ảnh cũng xin cho tao với mày được cái chỗ làm. Lo gì? Thằng Lúa nói không phải là không có lý. Ủa gì kỳ vậy? Sao ai nói vậy? Nó có lý hết trời cái nội vậy. Anh là ba nếp chứ đâu phải là ba bãi đâu. Thằng Lép này sao mày nóng quá vậy? Không nóng sao được. Nè, mày hãy nghe tao nói, nói rõ đôi đầu. Bỏ quê bỏ xứ đến ở quê người, cứ cố vô thân đâu phải chuyện chơi. Mày nghĩ coi đúng không nè. Mới đầu thì xa lạ nơi nào cũng vậy, trước lạ sau quen có đúng vậy không nè? Thì đúng vậy. Đúng nữa thầy, không ai nói gì cũng đúng hết á. Hồi tao mới tản cư về đây nè, lạ nước lạ cái, tao cũng lo vậy. Nhưng rồi đâu cũng vậy. Bây giờ mày lấy xà beng mày nại tao á, tao cũng không có đi đâu hết á. Đó mày nghe chưa, nghe anh ba nói chưa? Nhưng mà cái gì nữa? À tao biết rồi. Gì? Mày sợ bỏ con vợ trẻ đẹp của mày ở đây, thằng nào nó rinh mất chứ gì. Đừng có nói tầm bậy mày. Nè, chuyện gì chứ chuyện đó mày đừng có lo. Con đẹp nó không phải loại người đó đâu. Em đâu có lo cái vụ đó anh ba. Cái thằng quỷ này nó muốn phá hoại gia can của em nè, nó muốn chia rẽ vợ chồng em nè. Anh ba nè. Anh nhìn cái mặt nó xanh xanh mét mét của thằng Lúa đó, thấy không ba? Cái mặt này nó ghen dữ dội lắm. Mày chọc tao hả? Tao sẽ không cho mày hay một cái tin quan trọng đâu. Cái gì? Mày hù tao hả? Sức mày. Cho mày biết, hôm qua đó vợ tao thấy con Sen đi chợ kinh với ai dai. Mà thôi, nói chi cho mỏi cái miệng. Phải đi thằng Sâm không? Tao biết mà, tao thấy cái thằng Sâm nó lãng vãng, tao nghi rồi. Nè, nó đi chợ hay nó đi đâu nữa không? Vợ tao nó thấy với bộ tao hay sao mà hỏi tao? Không được, tao phải qua hỏi mới được. Ê, vợ tao không có ở nhà đâu, bà dì bên má vợ tao rồi. Tao bơi xuồng qua bển luôn. Coi thằng Lép kìa anh ba. Lép, khoan đã, nè, ngồi xuống, tao nói cái này cho mày nghe. Nói cái gì nữa, tao nóng như hơ này mày không thấy hả? Thì ngồi xuống liền lam đã. Đưa đây. Anh ba. Hả? Anh coi cái mặt em với nó đó, ai xanh xanh mét mét vậy? Lép, cái mau ghen của mày coi bộ nặng hơn thằng Lúa rồi đó. Không phải là em, anh ba. Nhưng mà em muốn cái gì cho nó rõ ràng. Trắng là trắng, đen là đen à. Trời ơi, trắng đen cái gì? Suốt ngày hôm qua, con Sen, con Đầm, con Tắm làm cỏ bắp cho ông Hai Dâu ở xóm dưới. Tao cài đất sát bên nè. Nó bẻ bắp cho tao 5 trái vàng bẹ để nướng ăn trưa. Con nhỏ giỏi thiệt à. Nói gì thì nói à, mày mà để vượt nó là uổng lắm nghe Lép. À, thì ra mày phá tao. Thằng quỷ á, thằng quỷ. Thằng quỷ cái gì? Tao muốn chứng minh em ngay thôi. Mày với ai? Nhậu đi. Nãy giờ nói chuyện gì đâu không à. Tao vô trước nè. Vô. 1, 2, 3 vô. Một ly vô ta. Mình làm một ly vô ta. Nếu mà chưa đá vô ta thì ta vô hoài. Vô ta là họ vô ta. Vô ta thì một lắm. Vô ta thì làm một ly vô ta. Trời chưa té vô ta mà ta té rồi. Vô ta là họ ta. Vô ta. Anh Lúa ơi, bộ ngủ rồi hả? Ngủ gì được mà ngủ, sắp tới giờ đi rồi. Em lo quá à. Lo cái gì, có phước thì làm quan, có gan thì mới được giàu, mới xuống ngựa lên xe, không bị ai bắt nạt khinh khi mình nghèo. Ông bà có nói một câu, dân nghèo đi đến sư môn cũng nghèo. Sớt chia ăn kho quẹt chấm rau cũng đành à. Chớ có tiền mà mỗi người một nẻo, đêm trong đèn một bóng đơn côi. Năm canh giờ nằm đêm lá rơi, phòng không lạnh lẽo buồn ơi là buồn. Anh biết là em sẽ buồn, nhưng mà anh Lúa à, nói thì nói vậy, nhưng mà em đâu có dám. Đêm nước mắt nữ nhi làm chùng chân nam
nam tử khi người xưa chỉ tài tăng bồng. Rồi đây em sẽ quanh yêu sao trước một mình, khi tối lửa tắt đèn biết ai bồng bàng, không dù bất kỳ ai chia sớt cùng em. Em ơi chơi qua đau buồn khi mình phải cách xa, hãy tin tưởng ngày mai chúng mình tương ngộ. Sống bên anh đói nói ngại em chỉ sợ lòng ai đổi thay vì dẫn chân kim tiền. Đẹp à, em nói vậy bộ em không tin anh sao chứ hả? Anh lúa à, tin chứ sao không, nhưng mà em vẫn lo cho anh á. Khi mới quen nhau em nào dám mơ xe ngựa phù quay vào sang phú quý, mà em chỉ cần lòng chung thủy của anh thôi. Đẹp ơi, trải qua những ngày thiếu trước hụt sau, thấy em gian lao anh không an trong già, nên anh muốn ra đi tìm đường giải thoát cho em khỏi phải bon chen trong cuộc sống cơ bằng. Dù biết rằng hy vọng rất mong manh, nhưng dẫu sao thì vẫn hơn nằm chờ số phận. Có câu tận nhân lực mới tri thiên mạng, đi một ngày đàn học được một sàng khôn. Anh đã quyết chí ra đi thì em không có dám cản, nhưng mà bà con lối xóm ai cũng biểu là không có nên bỏ xứ ra đi. Người ta nói cây khô tưới nước cũng khô, giận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo à. Bôn ba không có qua thời giận đâu. Bộ em đi khoe hết đầu trên xóm dưới nói cái chuyện anh với thằng Lép định đi lập nghiệp ở chốn thị thiền hay sao? À, đâu có, em đâu có khoe với ai đâu. Em chỉ nói có mấy người hà, chị Ba Nếp nè, con Đầm nè, con Sen nè, với bà Tám Tiệm hà. Trời ơi, gần hết cái làng rồi còn gì nữa. Qua cái miệng bà Tám, đầu trên xóm dưới đều hay, thêm cô Sen bả có biết cũng ăn nhầm gì nữa. Có điều là mình ra đi không biết thành bại lẽ nào, về làng mà quy hoàng thì không nói làm chi. Rủi ro thân sợ trớn ngại công, xá thân như là mờn rách làm sao dám về. Thì không đi chẳng ai dám cười, ý trời em nói như chơi, lòng này đã quyết à, thử thời một phen. Lúa sáng bét rồi, tao ở từ giả suốt đêm chưa đủ hay sao? Rồi, tao ra liền. Quần áo ở trong bọc này nè, đây là chai dầu tràm để ngừa cảm mạo, chai này là dầu phong, sức ghẻ đó nghe. Em làm như là anh ở dơ lắm vậy á. Anh à, nhớ đừng có bận đồ chung chả nghe. Còn đây nè, 10 đồng trong cha, chớ nên kéo cò thêm rầu. Còn bà Đẹp, bà làm ơn cười đi cho tụi này hăng hái lên đường coi. Trời ơi, cái mặt biết vậy là thằng lúa đi sao nổi. Anh đi nghe mình. Trời ơi, đi lập nghiệp bà làm như kinh kha đi thích khách Tần Thủy Hoàng. Nó bệnh rịnh từ giả. Anh đi nghe mình. Trời, làm nó thèm vô dụng cổ quá mày ơi. Thôi đi anh ơi, chẳng bằng anh đi mà không có ai đưa tiễn hết á. Kệ, vậy cho nó khỏe. Nè,
nhớ rảnh ghé thăm sen tôi bà đẹp. Biết rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nghe mình. Việc nhà anh cậy nhờ mình á. Thôi, đi nghe mình. Trời ơi, cái miệng mày béo xấu quá luôn ơi. Thôi đi, nhớ bà đẹp. Lép ơi. Gì? Chừng nào tới chỗ lận. Chỗ nào? Chỗ mày nói quen với mày đó. À, cái chỗ mà ông anh họ của tao đó hả? Ở trên chợ lớn lận xa lắm. Mà bà con gần hay là xa? Bà con đầu ống mà, gần lắm. Ba của ảnh á, là anh em bạn rể với người bạn của bác Tư Đao. Ủa? Như vậy có dính líu gì với mày đâu? Bởi vì bà con đồ ông trời á. Trời đất ơi. Thôi kệ rồi, không dính thì thôi, tao đâu có cần đâu. Thì ra cái vụ người anh bà con của mày là cái chuyện nói dốc phải không? Có, nhưng mà quen thôi chứ không có bà con. Trời ơi, như vậy biết người ta có chịu giúp mình không? Chịu thì tốt, còn không chịu thì mình tự kiếm việc làm. Ở chợ thiếu việc làm mày, chứ đâu phải dưới quê mình đâu. Có rẫy bái nương khoai ngày ngày lội dưới vùng sâu. Đời đời cùng với đàn trâu, người trước người sau nào khác gì nhau. Suốt đời bên luôn cày. Sống cuộc sống cơ hàng đói nghèo, nhưng thủy chung với đời thành bần. Chiều đắng cay giữ già thẳng ngay. Già thẳng ngay suốt đời luôn đói nghèo. Cả đời ông đến đời cha, rồi tới luôn cháu chắc chỉ làm đông gục chết. Chính vì muốn tìm cuộc sống khác, thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn con trâu cái cài cánh đồng mưa nắng, từ đời này chuyển sang đời khác. Nghèo đói rồi cái đói nghèo. Ba người ta, ba người ta, cứu tôi với, cứu tôi với. Ok, hai anh ơi, làm ơn cứu em, tụi nó cướp đồ em, cứu giùm em hai đại ca ơi. Tụi nó cướp hả? Dạ. Tụi nó có mấy thằng? Dạ, có hai thằng, tụi nó có vỏ đó. Tụi nó có vỏ? Dạ. Mà vỏ gì? Dạ, vỏ pate 1 triệu đô. Trời ơi, ba cái vỏ pate với radio nó ăn nhầm gì? Tao thì làm nè. Thôi mày, đừng có dính vô rắc rối lắm á. Con nhà thượng vỏ mà mày. Bởi xét có câu là kiên nghĩa bất di vô dụng giả, lâm nguy bất cứ bạc anh hùng. Nè, ôm cái đồ cho tao. Ok, kìa, okay, kìa, okay. Tụi nó tới rồi kìa, hai anh, nó tới kìa. Ê, thằng khốn kia, định chạy trốn hả mày? Đưa hết tiền cho tao. À, mày định giờ mấy thằng quê này che chở hả? Thứ đồ tấp nêu này mà nhậm gì tao mày? Rồi tới cộng chân lâm của tao, tao đánh cho bỏ bú luôn. Ê, đứng lại, tao có bước tới nha. Tôi khuyên anh nên tha cho chú em này. Già nên chấm dứt cuộc sống cướp cạn, sống trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Nhất là kẻ đó yếu đuối hơn mình. Đó là cuộc sống vô nhân đạo. Ê, nó muốn học làm nhân đạo thì tao với mày cho nó biết thế nào là nhân đạo. Nhân đạo hả? Nhân đạo nè. Ê, nó có vỏ, nó vỏ nè. Vỏ cho tao vỏ luôn. Vỏ mấy anh hay nha. Tôi nói mà không nghe được chắc tôi sẽ tàn nhẫn nha. Ngon quá ha. Chào vô. Vô. Anh sao anh không giờ tiếp ảnh sao? Tao mắc giữ đồ. Anh để em giữ cho. Chào đi. Ừ, giữ đi. Để tao cho tụi này ném mùi vỏ bình định mới được. Ê, giỏi đứng lại đi. Nè, giỏi thì đứng lại. Đồ xỏ lá. Ê, nhà cái vụ này mà tao biết mày có vỏ đó. Má tao dạy cho tao đó mày. Ủa má mày vỏ giỏi dữ lắm hả? Ừ. Ủa, cái thằng nhỏ bị cướp đâu rồi? Trời đất ơi. Gì? Nó giữ đồ của mình. Nó giữ đồ của mày? Ừ. Chết tao rồi, trời ơi trời. Mày bị gạt rồi. Lúa ơi là lúa. Trời đất ơi. Vậy là thộn với hoài vậy. Trời ơi có thấu nơ đầu lấy đi bằng. Quần tao áo tao cả tiền của tao. Bù bù qua lúa ơi, lúa ơi là lúa. Tính sao bây giờ. Đi tính đi tính sao đây. Nó lấy nó buông đi luôn. Cái túi tao đâu có luôn. Cái quần tao rất mới. Mới mày năm ngoái tao đi dưới đâu nào quá bận đâu. Giờ đây đã mất nó đau hơn bò đá đã vô bè sườn. Tại mày hại tao á, hay ỷ làm anh hùng đó. Kiến nghĩa bất di, bất di đó. Di hai cái đồ của mình về nhà nó đó. Giờ đổ thừa tao hả?
lỗi hoàn toàn do mày. Ai biểu mày đưa đồ cho nó? Tại tao nhớ cái câu lâm nguy bất cứ mặt anh hùng đó mày. Ờ nhờ vậy mà tao với mày mạc luôn. Nè, bây giờ tính sao đây? Chỉ còn có một bộ đồ cha, bạc tiền thì sạch bách rồi đó. Giờ tao với mày tính về nha. Chỉ còn cách là tao giả mù mày giả què đi xin ăn. À, lúc đi qua cái đình ở đầu làng á, tao thấy có đoàn hát cải lương. Tao với mày tới xin nha. Bậy mày, trời, tao biết ca biết hát gì mà theo. Mày thì hy vọng còn lên kép nhất. Còn tao thì... Mày biết võ thuật, mày làm quân đánh võ cũng có lý lắm chứ bộ. Ờ ha, ngộ biến với Tùng Quyền chứ tính sao bây giờ? Biết đâu tao với mày bỗng nhiên trở thành nghệ sĩ sao mày? Biết đâu có chuyện đạo. Đúng, tao với mày biết đâu được số trời. Có biết đâu ngày mai tươi sáng. Hai tối thui. Đừng nói xui mình ở hiền thì ắt phải gặp lành. Chuyện lành đâu chưa thấy, đã thấy đồ mất rồi. Chuyện buồn đến trước đến sau là điều vui. Đó là luật của trời, không có trật được đâu. Mình thử thời coi rồi làm liền. Nè nè nè, mấy cái tấm băng drone á mày đem căng ra hết chưa? Dạ con căng ngay cái ngã ba vô chợ các bạn. À, bảo đảm mọi người thấy hết á. Tốt. Đây nè, tiền cà phê cho mày nè. Dạ. Nè, nhớ dạ. Nha, lau lại cái ba nô nha. Dạ, bà yên chí, con làm liền. Hai à? Dạ. Hai. Dạ. Cái thằng mới vô đâu rồi? Dạ, hai cái thằng mới vô hả chị hai? Ờ. Tập tuồng ở dưới sân khấu á. Sao, khá không? Được rồi, có lý lắm mà chị. Một thằng tên là Lúa, còn một thằng tên Lép. Thằng Lúa thì có giọng ca tốt, nhưng ngặt cái là nó không biết chữ. Còn thằng Lép biết đọc chữ, mà cái giọng thì không tốt. Nhưng có khiếu về hài à. Ừ. Em đang tập cho nó hát mấy giai hề á, được lắm á chị. À. Ngoài ra cái thằng này nó biết võ nghe. Giao cho nó điều khiển đám võ thì có lý lắm á. Có lý không mày? Dạ có lý chứ. Được rồi. Vậy thì mày mày kêu Lúa lên đây gặp tao. Kêu Lúa hả chị? À. Rồi rồi em đi đi. Có đứa nào đó mua cho tao ly cà phê đá coi. Dạ. Dạ bà bầu kêu con. Ờ. Em là Lúa đó hả? Dạ con tên Lúa. Nè đừng có kêu bà xin con, nghe nó cách biệt lắm. Kêu chị bằng chị cho nó thân mật. Dạ nếu bà, nếu chị cho phép thì em kêu bằng chị. Thật ra thì em có thấy chị già lắm không em? Dạ không, tại tôi thấy trong đoàn ai cũng kêu bà bằng bà, cho nên tôi... Chị cho phép em gọi chị bằng chị. Nghe chị hỏi nè. Dạ. Em vô đoàn mấy tháng rồi mà bữa nay mới gặp chị phải không? Dạ anh hai không có cho con. Dạ không cho em gặp bà bầu. Anh ấy nói chừng nào mà bà chừng nào chị cho phép thì mới được gặp. Đúng rồi, chị có nói với thằng hai ấy vậy, nhưng mà thật ra thì chị đã có gặp em. Chị có để ý đến tư cách của em, coi em hát một đôi lần để coi cái tuồng Thạch Sanh thì em là quân hầu cận, Lâm Sanh Xuân Nương thì em cầm lọng. Còn tâm sự Kiều Nguyệt Nga em đóng vai tên giữa giường. Dạ cảm ơn bà. Gọi bà rồi còn xưng con nữa chứ. Nhớ nghe, từ bây giờ em là em nuôi, em nuôi của chị đó, em có biết hay chưa? Dạ em cảm ơn chị. Thằng hai á nó nói em ca giọng tốt lắm, nhưng mà nhịp nhàng chưa có biết, lại không có đọc chữ được phải không? Dạ em... Được rồi, từ hôm nay á em đến cho ông Bảy Trịnh ông dạy nhịp, còn thằng Hồ nó sẽ dạy chữ cho em. Dạ đội ơn bà bầu. Chị bầu, em biết không, cái nghề này có tài là một chuyện, nhưng mà phải trao dồi cho cái tài ấy nó phát triển, nhất là phải gặp được may mắn nè, nghĩa là phải có người giúp đỡ đó. Dạ em hiểu, em cảm ơn chị. Thầy
Thằng hai nó nói em đang tập tuồng phải không? Dạ, em đang tập cái tấu hài Tiết Đinh Sang cầu phàn Lê Quê. Em làm Tiết Đinh Sang. Rồi ai đóng phàn Lê Quê? Dạ, anh hai biểu thằng Lép giả gái. Ủa? Con Lễ đâu sao không biểu nó đóng phàn Lê Quê? Dạ anh hai anh nói giả gái thì mới dễ cười. Cũng được. Nếu mà thuộc rồi thì tối nay cho diễn thử đi. Dạ thưa bà, cà phê bà. Nè, em uống cà phê đi em. Dạ, dạ em không dám. Gì đâu mà không dám, chị kêu cho em đó, uống đi em. Dạ thưa bà, Hồ á, nó xin tiền súp hồi tối nó đánh võ á bà. Còn Hải kêu gì bài? Súp gì? Nó không thấy khán giả hồi tối hay sao mà đòi tiền súp? Le que có mấy que nấu nồi canh không ngọt nữa. Canh không có mà húp mà đặt đòi tiền súp. Nè, chia đều ra nghe. Ngày mai khá tao bù thêm. Còn thằng nào muốn đòi tiền súp nữa vô đây gặp tao. Đi đi. Dạ. Kìa em, uống cà phê đi em. Lúa à? Dạ. Để chị tìm cái tên cho em nha. Chị sẽ lăng xê em trở thành kép chánh, sẽ mướn đăng hình lên báo, và em sẽ nổi tiếng trở thành tài danh thôi à. Vì vậy á, em phải có cái tên cho nó thiệt là kêu. Để coi. À, có rồi. Chị sẽ đặt tên em là Dương Cường Thanh Tuấn Cảnh, được không? Dương Cường Thanh Tuấn Cảnh. À, cái tên tới 5 chữ, dài quá không chị? Không có dài đâu em. Tên 2-3 chữ có trơn rồi. Bây giờ cái tên 5 chữ, thiên hạ mới giật mình mà chú ý tới mình chứ. Em nghe nó có vẻ quái dị quá. Em sợ. Sợ gì? Chính cái quái dị đó đó mới gây sự chú ý của người ta. Mình mới dễ tiếng thân. Từ giọng ca này, tiếng cũng phải lạ lùng. Ca thì phải bẻ lãng cho thật là dữ, lấy hơi cho dài để khán giả họ vỗ tay. Em sợ nó sẽ mất hay đi. Ôi, hơi đâu mà lo những cái chuyện cao xa. Làm sao cho khán giả khoái là xong. Người ta thích lãng thì mình cứ lãng thả vàng. Người ta thích nói bậy để cười thì mình cứ quậy tới luôn. Em mới vào nghề, em chưa có nhiều kinh nghiệm. Chị rồi. Cách đây 2 năm á, chị là đầu chánh của một đại bang đó chứ. Từ ngày làm bầu á, đâm ra lười biếng không có muốn hát nữa. Để con Phượng, con Lan, con Lệ nó hát đó chứ. Nè, em là em á là người kép đầu tiên chị hết lòng nâng đỡ đó. Dạ, hình như anh Long ảnh cũng được bà. Được chị giúp đỡ à. Đúng. Nhưng mà cái thằng đó nó xài không có vô. Đi một xuồng với thằng Nam á, cái đồ điểu mà. Nhưng mà nó không có qua được con cáo già này đâu em ơi. Chắc em đã nghe người ta đồn bậy bạ gì đó phải không? Dạ không, em chỉ... Nè, em đừng có vội tin những cái lời đồn đãi đó. Dạ. Ôi, miệng lằn lưỡi muối mà em. Nè, ngước mặt lên cho tôi nhìn kỹ dung nhan chút coi. Chà, một khuôn mặt lý tưởng cho sân khấu. Đôi mắt đều, sáng và to. Cái mũi thì cao, cái môi thì dày. Khuôn mặt trái xoan, nhưng mà cái da mặt hơi xấu. Chắc là em ra nắng nhiều lắm phải không? Cái da hơi bị cháy nằm nám đó nghe. Dạ, ở dưới quê em chăn trâu và cày ruộng mà. Uổng quá, một tài hoa bị dập dùi trong bóng tối. Được rồi, từ đây nè, ánh sáng sẽ đến với em. Còn bây giờ nè, tiền đây, em đi mua một bộ đồ mới. Kể từ bây giờ, chị cho em ca phụ diễn cho quen sân khấu. Dạ em cảm ơn chị. Chị Tư, gọi chị là chị Tư. Dạ chị Tư, em cảm ơn chị Tư. Nè, những điều chị em mình vừa trao đổi phải hoàn toàn giữ bí mật nha. Nếu không thì tụi nó sẽ đồn nữa. Dạ em hiểu. Dạ thưa chị Tư em đi. Ê, hai thằng bay bắt đầu lên hương rồi nghe.
Dạ, cũng nhờ anh em thương tình giúp đỡ. Anh em nào? Anh em nào giúp đỡ? Chỉ có mình tao thôi à? Dạ, đúng là công anh rất lớn, nhưng ngoài ra cũng nhờ bác Năm dạy nhịp nhạc hợp với đờn. Còn phần anh Hai Nô nhắc tuồng thật khéo lại nhiệt tình với em. Cũng nhờ ba Sáu giúp đỡ cho mượn quần áo để giả gây. Đi đứng dịu dàng, nói năng nũng nịu nhờ má dạy cho. Thiệt là khờ hết can, những việc này á chính tao biểu họ làm cho ai. Còn bổn phận thằng Hai là nhắc tuồng cho đặc để ăn lương. Còn ông Năm đờn gáo, ông mới phải dạy dịp dạy ca cho thằng lúa. Đó là lệnh của bà bầu, có gì mày phải nặng lòng nghĩa ân. Nè, còn cái bà Sáu Hên, nhiệm vụ của bà là gìn giữ áo quần, gọi là đồ hội đó biết chưa. Đâu phải đồ của bà mà mày cảm ơn. Dù sao em cũng ghi nhớ những người thương tình giúp đỡ. Một miếng cơm nghèo giúp nhau khi đói hơn cổ đầy khi no. Tuy rằng đó là bổn phận của họ phải làm như vậy để được ăn đồng lương của bà bầu, nhưng sự nhiệt tình của họ đối với tôi ghi nhớ trọn đời, cũng như anh vậy đó. Không à, tao không phải như họ. Không ai bắt buộc tao phải làm chuyện này, nhưng vì lương tâm tao, chỉ vì tao thương hai đứa bay, nên bày ra chuyện này tao mới năn nỉ với bà bầu, để cho tụi bay được phân vai vai quan trọng khi cu răng của tù vậy đó. Tao còn bài việc tấu vui, chiếc tuồng cho hai đứa lấy quy với mọi người. Bây giờ mọi chuyện êm rồi, ở đời có lại thì phải có quà. Dạ anh Hai, muốn tụi em giúp cái gì nè? Nè, từ nay tao nhận hai đứa làm đệ tử, không đứa nào dám hiếp đáp tụi mày hết trơn á. Cảm ơn sư phụ, dạ tụi em rất cảm ơn. Theo thầy học đạo đến mai sau giúp đời. Theo tao học đạo, tao đâu phải quỷ cốc tiên sinh mà mày theo tao. Tao chỉ dạy cách sống mà thôi. Người ta thường nói khôn quá cũng chết, dạy quá cũng chết, nhưng nếu biết thì sống khỏe ra. Ủa, dạy thì chết đã đành, còn khôn thì làm sao chết được anh Hai? Trời ơi, dễ quá mà. Khôn mà tao nói đây là khôn quý khôn ma, là đầu sáu trái gian manh, là vườn đàn liếm đừng danh tài, chẳng là bao mưu kế tỳ cao, đục nước ào béo cò. Kế tứ quỷ sống như thằng Năm lùng, lưỡi dẻo dai chút lời ngọt bùi. Bở chưa chịu đứng yên, lại vuốt ve nịnh bợ luôn bà bầu. Chết thằng Tâm nói xấu thằng Nam, đù thằng Nam tới chết nó nhào vô để làm em bà bầu. Trời đất ơi, anh Hai nói gì lu sư bu nghe muốn điếc con rái vậy á. Thôi em xin phép anh Hai. Rồi thôi mày đi đi, mà ơi mày không biết gì mày đi đi. Anh Hai, cái thường ngày thấy anh Hai với anh Long thân quá mà giờ sao anh Hai nói xấu anh Long vậy? Trời ơi, thân con mẹ gì mày ơi, sớm nắng chiều mưa ai biết đâu. Tao không có nói xấu thằng Long ha, mà tao chỉ nói sự thật cho mày nghe. Coi đây là bài học dở lòng thôi. Còn trăm thứ mày phải học để có đủ bản lãnh lăn lộn giang hồ nữa kìa mày. Từ từ mày sẽ biết, trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ mày làm công tác này cho tao nhẹ nhàng, lẹ làng và gọn gàng. Cái gì này? Đến quán cà phê Phượng Hồng, đúng 10 giờ gặp một bà tên là Ngọc. Bà chủ quán? Không, khách. Bà ta mặc áo màu xanh. Khi đúng rồi, mày phải làm mặt lạnh lên hình này cho bà coi. Coi thôi nghe, coi rồi lấy lại liền. Bà ta sẽ sửng sốt. Mày liền nói câu này: tôi là em ruột của người đàn bà trong ảnh này. Anh Hùng sẽ không bao giờ đến đây. Tôi cảnh cáo bà, nếu bà còn tiếp tục liên lạc với anh rể của tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu. Đó, mày diễn tao coi coi. Anh nói anh Hùng là ai vậy? Tao chứ ai. Ủa, như vậy là em đi phá đám anh sao? Trời ơi, phá đâu mà phá. Đây chỉ là một màn kịch ngắn. Con mồi đã không còn béo bở nữa, phải biết cách quăng nó đi để kiếm con mồi khác biết chưa. Cô bộ tàn nhẫn quá anh Hai. Tàn nhẫn ông nội mày đồ ngu. Cái thứ đàn bà hư đốn như vậy trốn chồng đi quan, nếu không phải tao hả thì thằng khác nó cũng gạt hả mày. Có khi còn tàn nhẫn hơn nữa kìa. Trời ơi, bà ta vẫn chưa bị mang tai mang tiếng, vẫn còn trở về với chồng đóng vai người vợ đảm đang tiết hạnh nữa. Trời ơi, nè lấy tiền đến quán kêu một ly cà phê đen ngồi chờ nghe tao dặn. Khi diễn xong thì bước đi liền, đừng để cho bà ta hỏi thêm gì nữa biết chưa. Ra phía ngoài tìm một góc kín đáo theo dõi con mồi, xong về đây lãnh lương. Lãnh lương? Ừ, tao phát.
gấp 5 lần số lương hàng đêm của mày. Thế nào? Suy nghĩ gì nữa? Đi đi. Ê này này, khoan. Mày diễn lại tao coi coi. Diễn lại ha. Ừ. Chào bà. Chào bà. Ừ. Bà tên là Ngọc. Tôi muốn cho bà coi cái này. Tôi là em ruột của người đàn bà trong ảnh. Anh Hùng sẽ không bao giờ đến đây. Đúng. Bà đừng chờ đợi chủ công. Tôi cảnh cáo. Cảnh giác. Tự cảnh giác đi. Cảnh cáo. Chứ giác nhẹ hơn chứ cáo này. Cảnh cáo. Tôi cảnh cáo bà. Nếu bà còn tiếp tục làm khổ chị tôi, tôi sẽ không thả cho bà đâu. Ừ. Bà nghe chưa? Anh quá hay quá. Xuất sắc. Trời ơi mày diễn đạt quá mày ơi. Nhưng mà em thấy. Trời ơi thấy cái gì nữa. Từ từ rồi quen thôi. Đi. Lúa. Hả? Bia rồi sao mày không chịu ngủ? Tôi nhớ nhà quá. Ha. Tụi mình đi lâu rồi, gần 6 tháng là chứ ít gì nữa mày. Vậy mà việc gì cũng chưa ra, việc gì hết á. Cái nghề này tao có bộ ổn hợp với mình rồi. Lúc ở ngoài nhìn vào thấy nó đẹp quá, nhưng khi bước vô thấy nó làm sao đâu. Lông bông lêu bêu, không biết nó sẽ đưa mình về đâu nữa. Tao muốn trở về. Trở về thì mèo lại hoàng mèo. Tao thấy là mày có tương lai hơn tao. Bà bầu một phái mày lắm rồi. Không chừng mày trở thành là kép hát. Còn tao chắc thành kép kéo màn quá. Suốt đời mình cứ lang thang rài đây mai đó, muốn trở về thăm vợ cũng khó nữa. Mà ở nhà thì biết mình ở đâu mà tìm. Mà tối nay mày đi đâu vậy? Giảng hát ra kiếm mày đi ăn cháo. Kiếm hoài không thấy. Cha hai á, người ta biểu tao làm đệ tử thằng giả. Thằng giả biểu tao đi làm một việc, làm xong rồi tao thấy hối hận. Thằng giả lừa gạt người ta, một bà son son giàu có. Tưởng thằng giả là ông bầu, lấy tiền của chồng đem cho ghép nhi. Bây giờ hết tiền thằng giả kiếm cách cắt ngang sợ dây ai tình. Mày nói cái gì tao không hiểu. Chả nói à, chả tên Hùng phải không? Là kép rồi kim mà bầu gánh nữa. Dụ dỗ bà ta lấy tiền. Chừng thấy bà ta hết tiền rồi thằng chả biểu tao á, đóng vai em vợ giả. Đưa hình của vợ con giả cho bà ta coi. Thế là bà ta té ngửa khóc chửi xong mới một hồi lặng lẽ ra về. Ghê quá. Rồi mà tính làm sao đây Lép? Tính cái gì nữa? Đã lỡ leo lên lưng cọp, phải làm cho nên sự nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp mê cầm ca, sao quá lang thang vất vả. Trôi nổi giống thể lục bình, chiều nơi này sang ra chỗ khác. Đêm thì ngủ đình, nằm nghe mũi hát. Buồn sao buồn tới ruột cùng. Đàn ông thì đừng nên bi lụy, tao biết mày đang nhớ vợ nên mày không muốn đi xa. Nhưng mình vẫn còn tay trắng, nếu mà giác mặt về nhà làm sao mình dám nhìn lối xóm. Trong túi thì không còn một cách, mày nghe tao chớ nên lo rồi. Mày thấy làm sao chứ? Tao thấy cái nghề hát sướng này giống như vẫn chơi, làm giả làm thiệt mà làm thiệt như làm giả. Tự nhiên rồi vẽ mặt mang râu lên làm vua, chừng vô khỏi cánh gà gỡ râu ra hả, giác cảnh chạy có cờ. Vậy mà mình mê. Ê, mày còn nhớ cái gánh hát bộ gì đó đó, rồi cái hát cái tuồng gì mà có cái anh kép cái mặt mà mày sọc trắng sọc đen dương cọp vậy đó, rồi quá phép bắt cái cô đào gì đó. Rồi cô đào lộn hột hả? Mày nói ăn trét hết ai biết mày nói cái gì. Lâu quá cái tao quên tên, nhưng mà hình ảnh đó làm tao chim bao hoài. Mày chim bao mày thấy cái gì? Thấy cái cô đào đó là quá phép á, đánh lại đi cứu cái anh kép mặt đẹp trai tên là Tiết Canh phải không? Mày là Tiết Linh Sang, Tiết Cảnh mày. Mày nhớ không? Mày đóng vai Tiết Linh Sang nè. Mày thuộc chưa? Tao chưa có rành lắm. Sao không học nữa? Thôi đi. Mỗi lần học tuồng tao làm phiền mày quá. Phiền cái gì? Trời ơi, mày diễn hoài. Tao với mày là bè bạn mà. Đừng có nghĩ tầm bậy vậy nghe không? Nhưng dù sao á, mày cũng bán học. Học chứ biết viết, biết đọc mới được. Chứ làm ghép hát mà dốt á, thì trời ơi, nó thiệt thòi lắm. Bây giờ mình giật thử nha. Giật cho nó nhường nhuyễn. Để bà bầu bà khoái phải không? Bà khoái rồi bà cho hai đứa mình lên lương. Ha? Bắt đầu nha.
Như ta đây là phàng lê hoa nữ tướng à. Hẳn kẻ ba tình nên về lại hàng Nga gian quan. Ôi nhớ chuyện xưa, mau sáng hậu cứ tuôn ngà trào. Hận thằng đinh sang cả chân, ta thề suốt đời không thèm ngó mặt. Thấy mày đó lúa, hát đi. Bớ hiền thế Bớ hiền thế, con là Tiết Nhân Quý. Trời ơi má ơi, Tiết Nhân Quý là cha, Tiết Linh Sang mới là con. Tao quên. Bớ hiền thế, mày làm mạnh lên chút đi. Mày làm tao là giả gái rồi mà còn làm yếu gì, mạnh lên. Bớ hiền thế, con là Tiết Linh Sang đến tìm em đây, phàng lễ hoa em. Xê ra cái đồ quý sứ. Ai mà biết cái nhà ngươi, đồ cạch chớn, xê ra. Phàng lê hoa, em nỡ nào đành tâm xua đuối để anh lòng đớn đau. Quân bạc nghĩa, quân bạc tình, đừng giang ca, ta đã ra khỏi nhà đừng la. Xê ra. Phàng nương ơi, anh vẫn biết rằng tội lỗi của anh đối với em cao hơn núi dài hơn sông lòng thòng hơn rễ cây đa già trước cổng nên. Lội bồ xuống đây quỳ trước mặt em tạ lỗi để hai ta nối lại mối tơ tình. Xế đa. Trời ơi là trời. Chết chà. Trời ơi khuya rồi mà mấy ông nội nào la ôm sợm vậy. Anh hai anh la kìa. Trời ơi anh hai anh la kìa mày ơi. Ngủ đi. Vô ngủ. Ê bữa nay tao qua tao ngủ với mày nha. Sao bữa nay mày đặt qua ngủ với tao nữa? Tao sợ tiếng ngáy của mày quá. Ê bộ tao ngáy lớn lắm hả? Sao tao ngáy thì tao không nghe. Mày ngái thì làm sao mày nghe? Ngái còn nghiến răng nữa, y như mấy bà chuyển bụng đẻ vậy. Gì dữ vậy mày? Không cho là thôi chứ mày nói quá. Lép. Giận hả? Tao nói thiệt đó, không có nói thêm đâu. Không tin á, mày hỏi thằng Tần coi. Thôi đừng có nhắc thằng quỷ sứ đó nữa. Hôm qua nó mượn cái mùng của tao, nó văng nó ngủ ngoài kệ thạch á. Nói cho con nhỏ bồ của nó trời đại làm sao mà cái bụng tao rách mà te tua hết trơn rồi. Cái lỗ nào lỗ đấy như cái thúng dài vậy. Tao buộc chùm lại. Không biết nó còn hở chỗ nào, mũi nó cắn tao gần chết luôn vậy đó. Đáng đời cái tật ham vui. Thôi, vui qua đây. Đêm nay hai cái lỗ tai của tao bị tra tấn rồi đó. Ê, nói hoài là tự ái nha. Thôi ngủ đi. Anh hãy la nữa bây giờ đó, ngủ đi ông nội. Ê lúa. Cái tấu của mình hồi tối đó khán giả cười quá trời quá đó. Tao đã quá trời luôn, nhất là cái tưởng mà tao giận tôi nhảy đó trời ơi, khán giả cười ghê ngửa luôn. Lúc đó khán giả cười là tại cái đầu tóc giả của mày nó rơi xuống sân khấu. Tao lấy chân tao đá vô cánh gà. Trời đất ơi, vô hậu trường của Lễ nó nhằn tao muốn nhứt mình. Nó nói rớt như vậy là hư cái đầu của nó. Vậy sao? Vậy mà tao tưởng tao nhảy vậy có duyên chứ. Có duyên ông nội tao á. Phàng Lê Quê dù là nữ tướng nhưng vẫn là con gái. Có giận tức ghen hờn gì cũng phải nhẹ nhàng uyển chuyển. Mày nhảy như là ngựa sải vậy đó. Tóc tai không có hay. Đã vậy cái tướng như là con nhái mà mày không có độ ngực, làm cho Phàng Lê Quê ngực thấp bụng cao coi khó coi muốn chết. Hồi chiều á tao chuẩn bị 200 anh rồi, tổ bà đứa nào chơi nó giấu mất, chừng ra kiếm hoài không có, tới giờ ra tao phải ra thành ra cái ngực tao mới lép xẹp. Lần đầu như vậy là thành công rồi đó nghe tụi bay. Anh hai, đây là tiền thưởng của bà bầu, tao phân nữa, hai đứa tụi bay phân nữa. Dạ. Ok dạ. À lép dạ, tao nói cho mày nghe vụ này từ hôm nay tao giao vàng đánh võ lại cho mày. Có mấy đoạn mày tập lại như là lúc võ tòng đánh với cọp ở rừng, đánh phải cho ra thế phải có đầu có đuôi. Còn tập xanh đánh với chằn cũng phải đánh đàng hoàng. Ba màu ba biểu tao giao hết cho mày, ráng làm ba khoai ba tức thì gã con gái ba rất nhiều, nhưng phải nhớ phần tao là kẻ đầu tiên giới thiệu mày. Dạ cái này kẹt cho em quá anh hai, từ trước tới giờ đó cái phần đánh võ là phần của anh. Em bộ mày sợ tụi nó binh thằng Hồ không nghe lời mày hả? Đừng lo, đứa nào lãng quạng tao đuổi liền á. Anh hai à, em không sợ mấy cái thằng ấy nó không chịu nghe lời em đâu. Mà em chỉ sợ chà đạp cái lương tâm để mưu cầu cuộc sống.
ấy thế hiếp cô mà không kể chi đến tình nghĩa con người. Vì cái lời riêng tư làm cho kẻ khác thì phải đau buồn. Hôm nay em được anh thương tận tình giúp đỡ, ơn nghĩa này em khắc cốt ghi tâm. Nhưng nếu ỷ vào đó mà hà hiếp bạn bè chung quanh, thậm chí còn đã đổ chén cơm của người khác, thì lương tâm em không hề cho phép. Vậy xin anh hai nghĩ lại cho em nhờ. Trời ơi, hôm nay, bộ hôm nay mày dạy tao bài học đạo đức phải không Lép? Dạ, em đâu có dám dạy anh hai đâu. Thà để cho em phụ với anh Hổ đi anh hai à. Chứ nếu... Thôi, con xin tía, con lại tía, đừng có đạo đức giả. Trời ơi, tôi rành mấy người quá mà cờ mở trong bụng rồi mà ngoài miệng bô bô. Dạ em không dám đâu. Còn ơn với nghĩa hả? Còn khuya. Trời ơi, tao lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm rồi, có sạn trong đầu rồi nè mày. Không dám tin mấy nghĩa ơn ơn đâu. Khi còn vô danh tiểu tốt, chưa ai biết mặt mũi ra làm sao á, thì tình sâu nghĩa nặng lắm. Nhưng khi trường mặt ra ánh sáng, trở thành tài danh thì quên mẹ nó cái dị dạng tối ôm rồi. Đừng nói chi nhớ đến mặt của người đầu tiên dẫn dắt, có khi lỡ gặp nhau còn làm lạ không nhìn nữa kìa. Sợ gặp lằng nhằng lẳng nhẳng mất thì giờ, còn có khi tốn tiền tốn bạc nữa chứ. Anh hai nói vậy chứ đâu có phải ai cũng giống như ai anh nghĩ vậy đâu. Riêng em á thì ai giúp đỡ cho em thì em tạc giả ghi tâm hết trơn á. Trời ơi, thôi, tôi đã nghe cái điệp khúc này nhiều lắm rồi mày ơi. Bây giờ tao thực tế hả, tao giúp cho chú mày được trọng dụng thì lương của chú mày á chia cho tao 1/3, còn tiền thưởng chia đôi. Bằng lòng thì tiếp tục tiến hành, còn không bằng lòng thì a lê chia tay đường ai nấy bước. Dạ anh hai hiểu lầm em rồi. Em không hiểu lầm hiểu lộn gì hết trơn mày ơi. Suy nghĩ về điều kiện của tao đi. Còn bây giờ đây là lệnh của bà bầu, làm không làm thì nói. Còn lên ngay tư phòng của bà bầu, nhiệm vụ của tao đến đây là hết. Anh hai, anh hai, làm sao bây giờ lúa? Đã là lệnh rồi thì mày phải làm thôi chứ làm sao nữa. Nhưng mà tao nghĩ là anh Hồ sẽ thông cảm cho mày. Ảnh là người ở đây lâu, chắc anh hiểu tánh của bà bầu mà. Biết rồi. Ơ à, mà mày bà bầu kêu mày chi vậy? Bà muốn kêu ai thì bà kêu, làm gì thì ai mà biết được. Thôi tao đi à. Con gái nhà ai tóc
mưa không mưa nắng, sợ đĩa cắn sợ rắn bò, chỉ biết ăn no rồi lại nằm co, đêm đêm nghe tiếng gái đêm đêm nghe tiếng gái như tiếng gọi đò bên sông. Đó tại câu hò đó của anh, ba em trằn trọc mấy đêm không có ngủ được. Giận anh em thề không thèm nói chuyện với anh dù chỉ nửa câu. Cơn giận ấy làm xáo trộn trái tim em, rồi từ giận dỗi biến đổi thành thương yêu. Từ bao giờ em không có nhớ được, chỉ biết rằng nửa tháng dài mình không gặp mặt, đến lúc nhìn nhau nước mắt lại tuôn trào. Ôi câu hò của chiều nay bỗng vặn lại, có phải anh, có phải anh đã tới đầu làng không? Đúng rồi, rõ ràng là tiếng của anh mà. Nhưng mà không, ngoài kia nắng chiều đã tắt, bóng tối nhà hát nhỏ che khuất bóng người đi. Anh lúa phải không? Ai đi đó? Tao đây, Sen, Sen chứ không phải lúa. Lúa của mày giờ này chắc thành gạo rồi. Mày là Sen? Ừ, Sen nè. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần gùng mà chẳng hôi tanh. Cái mùi mà chỉ có mùi khét nắng mà thôi. Mày muốn thưởng thức không? Mày cứ để lỗ mũi lên mái tóc phong sương của tao đi thì mày biết liền à. Tao bảo đảm với mày là mày nhức đầu luôn á. Cứ gặp mày là y như mấy thằng hề, lúc nào cũng đùa giỡn được á. Ê, tao cảnh cáo mày nha, mày không được xúc phạm đến thần tượng của tao nha. Không có được dùng cái tiếng thằng để gọi thằng hề này, thằng hề nọ nghe chưa. Thằng hề thì gọi thằng hề, từ trước tới người ta vẫn gọi như vậy mà. Ngày xưa khác, ngày nay khác. Ngày xưa bọn con gái khuê môn bất xuất, có đâu như tụi mình bây giờ. Gót chân đã dâm khắp miền lục tinh. Chà, tao coi bộ mày nhiễm cải lương quá rồi nghe Sen. Nhưng mà mày không cho tao gọi là thằng hề, nên không lẽ tao gọi là ông hề? Đó, tiếng ông lại càng xúc phạm nặng nề hơn nữa. Bởi vì hề thì không bao giờ già, mà chỉ có con người già, nhưng tiếng cười thì đã mãi. Tao nói mày nghe nè, hề không có được gọi bằng thằng, cũng không được gọi bằng ông nữa, không gọi bằng con, không gọi bằng bà, mà phải gọi bằng anh, bằng chị. À, anh hề nè, chị hề nè. Dạ, chào chị Hề. Ủa, mày chào ai vậy? Còn ai nữa, chị Hề này nè. Tao. Ừ? Tao Hề hả? Ừ. Đã quá. Bộ mày tính làm Hề thì sao vậy con quỷ? Trời ơi, được làm Hề cho tụi bay cười là tao khoái lắm á. Tao nói thiệt mày nghe, ngày nào mà tao không được cười hả, là ngày đó kể như tao, chắc tao chết đó mày ơi. Thành ra tao phải cười, tao cười nè. Con quỷ, mày có biết là tao đang buồn không? Sao lại không biết? Nhìn cái mặt mày là tao thấy hiện lên cái chữ nhờ nhờ sắc nhớ, chờ ông trong quyền chồng nhớ chồng rồi. Mà tao hỏi mày nè, mày nhớ buồn như vậy thì có ích lợi gì chứ? Nhắm cái nhớ như vậy rồi thằng trả về liền với mày được sao? Ôi, mà tao nói mày nghe, cái thứ bạc tình bạc nghĩa như vậy mày nhớ làm gì cho nó hao xăng hao nhớ. Ê, tao cấm mày nói xấu chồng tao nghe. Bình à, Bình ha, đụng tới tục cưng của mày cái mày nổi sùng với tao à. Vậy chứ tao hỏi mày nè, nếu thằng Trả chẳng bạc tình bạc nghĩa với mày, tại sao mấy tháng nay không viết cho mày một lá thư nào? Trời ơi, ảnh đâu có biết chữ viết thư. Ờ ha, tao quên ảnh là cháu chính đời của Quốc Trì Cung, còn ảnh là Quốc Trì Lúa. Kệ tao, miễn là ảnh thương tao tuyệt tình là được rồi. Chưa chắc đâu cưng ơi. Tao nói cho mày nghe nè, anh Lúa ảnh dốt thì đã đành rồi, nhưng mà còn anh Lép của tao làm chi? Chà chà, anh Lép của tao làm chi? Em mùi quá hay. Thì Lúa của mày, còn Lép thì của tao chứ. À, không lẽ mày giành hết luôn hả? Trời ơi, cái con nhỏ này nói tầm bậy tầm bạ quá hả? Đau. Trời đất ơi, không phải thì thôi, chết chóc gì ai đâu mà mày đánh tao đau dữ vậy. Bộ của này là của chùa, sao mày muốn giả tao chừng nào mày giả vậy mày? Nè, đánh có một bên nè,
Người ta nói nhất bên trọng nhất bên khinh, rủi nó sưng to lên, thành ra một bên thì đòi thông hai mộ, một bên thì thung lũng tình yêu, khó coi lắm. Vậy hen, để tao đánh bên kia cho nó tả hữu bình bình. Thôi, nhiều đó đủ rồi, đừng lợi dụng nữa, sưng đau lắm rồi. Tao cho mày biết nghe, nè thứ dữ, tao còn con gái đương thì nghe, mày đánh cái kiểu đó hả? Tao ống trời là mày chịu trách nhiệm á nha. Ê sao được, đã có anh Lép đang đứng nhớ ngồi mong kìa. Tao đã nói với mày đừng có nhắc tới cái tên đó nữa, cái quân bạc tình, cái phường bạc nghĩa, thể không nhắc tới thì thôi, mà còn nhắc tới là tao hận. Không, thù cũng không nữa. Chứ cái gì? Tao nhớ. Nhớ à? Thì ra hôm nay qua đây là muốn biết tin tức của ảnh chứ gì. Ừ, hồi nãy tao đi gần tới nhà, tao nghe mày than thở là tao biết tao thất vọng rồi. Tao lo nhiều hơn Sen à, tao không biết mấy ảnh đẹp à. Tao nói cho mày nghe nè, mày thì lo một, chứ còn tao, tao lo tới 10 lần à. Mày lo mày không cần giấu ai, chứ còn tao, tao lo tao để hoài ở trong nhà nè. Bởi vậy đêm đêm tao âm thầm thương nhớ. Tao ra bờ sông chờ trong con nước lớn như đá, giọng phu mòn mỏi đời tin chồng. Dội theo bóng ai đang cưỡi ngựa chốn biên đình, người chuông mây lòng nhẹ tên như sương giăng đầu chiến mà, đâu biết kẻ khuê phong lòng thắt khổ theo từng nhịp gió câu. Sao người đi không nhắn một tin xa, phải chăng họ đã quên rồi người đã ngóng đời. Nỗi niềm này mày phải giấu giếm như vậy chứ. Nhưng mà tao chỉ sợ má tao sẽ buồn khi nghe thiên hạ sầm xì, nên dù trong lòng tao héo hắt mà ngoài mặt tao vẫn tươi vui. Mày có biết không, cái đêm chia tay hai đứa hẹn nhau khi gà gái xong canh nhất, là hai đứa đến cây bần trên bờ kinh trước miều, ngồi suốt canh thâu mà không ai nói được câu nào. Gần hết canh năm thì anh mới cầm tay tao và giọng nói thì thào, cái tao, tao cũng thấy cõi lòng mình rung động thật lạ lùng, cảm giác của tình yêu. Anh ấy nói rất nhiều mà tao có nghe được gì đâu, tao định nói một câu dặn dò thì tiếng gà đã gáy rồ. Rồi chia tay tao mới xuồng đi thật lẹ, lòng bồi hồi không biết là nỗi sợ hay niềm vui. Sen à, tao rất thông cảm với nỗi hoang mang của mày khi đứng trước một người mà mình thật sự yêu thương, có mấy ai giữ được tâm hồn mình bình an. Bây giờ cái cảm giác ban đầu ấy chắc không còn trong lòng của mày nữa, vậy thì mày hãy tự hỏi mình có thật sự nhớ thương anh ấy hay không. Khi đã yêu rồi thì phải tin tưởng lẫn nhau và phải vì nhau mà cho nhau tất cả. Hai cuộc đời kể từ hôm nay là một, như liền cành không thể tách rời nhau. Tuy xa mặt nhưng mà lòng chẳng cách xa, nhớ nhớ thương thương vẫn tin nhau và chờ nhau ngày hội ngộ.
Nếu mà muốn giấu kín tâm tư không cho người thứ ba biết được á, thì mày hãy đến với tao nè, hai đứa mình cùng chia sẻ vui buồn. Thì hôm nay tao đến với mày rồi nè, chứ tao có bỏ mày đâu. Ê Đẹp, tao nói mày nghe nè. Gì? Má, nó rủ tao với mày đi vô miệt Đồng Tháp 10 cắt lúa mướn. Tao nghĩ là mày cũng nên đi với tụi tao cho vui đi, chứ mày ở nhà một mình riết rồi mày thành đá giọng phu à. Tháp 10 hả? Ừ, tao nghe nói ở đó mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội tợ bánh canh, ghê lắm. Trời ơi, đâu có bằng miệt Cà Mau năm căn cái nước đâu. Mày có đi đó, thì mày mới biết, chứ mày đừng có nghe người ta đồn. Có nhiều khi ít mà người ta xích ra cho nhiều vậy đó mà. Giờ mày đi không? Ừ, đi thì đi. Đi tối nay cái mình ngủ ở nhà ăn đầm á, sáng ra cái mình đi chung một ghe tụi nó luôn. Ủa, bộ nhiều lắm hả? Thì bộ sậu cũ của mình thôi chứ có ai đâu. À, nè ăn Điều nè, ăn Lại, ăn Đầm, rồi tao với mày, rồi có thêm chị em của ông Mướp với ông Mượt nữa, vui lắm. Đi, nhưng mà tao không có lưỡi hái. Trời ơi, mày lo gì ba cái lẻ tẻ đó, tụi tao lo cho. Đi. Đêm nay là đêm hát đầu tiên của đoàn cải lương Ba Hát Bội Tớ Lòng, lần đầu tiên ra mắt khán giả tại nhà Long Chợ với một vở tuồng võ nghiệp kỳ tình lâm ly bi đát, thanh gươm đẫm máu. Khán giả sẽ hồi hộp với những pha bay xẹt bay vòng, đấu kiếm trên không. Khán giả sẽ rơi lệ với những cảnh éo le gay cấn qua tài diễn xuất của cặp đào kép ăn khách nhất Sài Gòn hôm nay, đó là kép Dương Cường Thanh Tuấn Cảnh và cô đào gốc Hồng Kông Lý Lệ Lệ Hoa. Đặc biệt có màn tấu hài vui nhộn của đại danh hài Lép Xẹp Giả Gái sẽ làm cho khán giả cười nghiêng cười nửa, cười mửa ra cho, cười no ra trấu, cười thấu ngọc hoàng, cười tràn xuống đất, cười bật ra tiền, cười nghiêng cười nửa. Nghe đây, nghe đây. Ê, mẹ, tối nay mình xả hơi bữa đi, đi coi hát cải lương mày. Không biết hát có hay không mà quảng cáo quá trời hả? Thì mình cứ trừ hao phân nửa là được rồi. Quảng cáo thì người ta phải dặm mắm thêm muối một chút, hành chút ớt cho nó có màu mè chứ mày. Nhìn đi không? Ê, mày rủ con Đầm với nghe. Thôi đi, đừng rủ nó, dễ gì mà nó đi. Nó bây giờ là cứ giái trời cho mau tối hả? Ừ, chi vậy? Để nó tò tí te với con cha mẫm đó. Vậy mà nói với tao hả? Là nó ở giá đó. Nhưng bây giờ giá đó mọc thành cây rồi, mày hơi đâu mà tin nó. Ái ui, trời đất ơi, phải công nhận cái xứ này mũi dữ quá, con nào cũng to như con ruồi. Trời ơi, chưa có bằng ở Năm Căn Giá Rai đâu. Mày biết không, ở đó hả, nằm ở trong mùn mà mày nghe mũi kêu ào ào như là sóng biển vậy đó. Ghê vậy, bộ mày có xuống dưới đó rồi hả? Chưa. Sao mày biết? Thì tao nghe tụi nó nói. Ê, tối nay đi coi. Hồi nãy nghe giới thiệu cái anh hề gì tên Lép Xẹp á, tự gì nhắc tới cái tên Lép á, tự nhiên trái tim tao rung động rồi mày ơi. Thôi mày ơi, anh Lép của mày chỉ biết hò chút đỉnh thôi, chứ có biết hát đâu mà mày rung với động. Đi, xuống sông tắm rồi lên sửa soạn đi là vừa. Ê, nè nè nè, tắm cẩn thận nha, coi chừng đĩa đeo à nha. Biết rồi, thôi, thôi đi chị Hề ơi. Chương trình biểu diễn của đoàn Tơ Lòng đến đây là chấm dứt. Và đặc biệt đêm mai, đêm mai chúng tôi xin long trọng trình diễn vở tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Xin mời quý vị nhớ đón xem. Khoan hả? Khoan về đó. Đứng đây chờ khán giả gì hết đi, rồi tao với mày vô tìm ông Bầu Gánh, hỏi thử coi có đúng là ảnh không. Tao nghĩ là người giống người thôi. Trời ơi, không lẽ chồng mày mà mày nhìn không ra sao? Tao thấy thì đúng là ảnh một phần trăm rồi, chỉ có cái mặt dặm phấn nhiều quá tao nhìn không có ra mà thôi. Vậy thì mày ngại gì mà mày không có chịu vô nhìn? Nhưng mà hồi ảnh đi á, ảnh nói là ảnh lên tỉnh xin làm công cho nhà mai bến tàu. Anh Lép có một người bà con đang làm trong ấy sẽ giới thiệu giùm, có lý đâu vào gánh hát cho được, lại làm kép danh thì thiệt là lạ lùng. Đâu mày, không có thể nào kép Dương Cường Thanh Tuấn Cảnh lại là anh Lúa hay sao? Anh Lúa thì tao không có dám chắc, nhưng còn anh Lép á thì tao
điều tao không ngờ là ảnh lại có duyên như vậy. Lúc ảnh giả gái ai cũng cười ầm, cười vậy thôi muốn bể cái bụng. Tao phải công nhận rằng anh Lép ảnh rất là có duyên à. Thôi đừng có khen quá trời như vậy, chưa chắc là anh Lép đâu, coi chừng mừng hụt quá. Không đâu, tao có linh cảm á. Dự đoán của chúng mình chắc chắn không sai. Sen à, tao có kế hoạch này, mình viết thư mời hai anh ấy uống cà phê. Mình không quen biết ai ở trong đoàn thì làm cách nào mấy anh sẽ nhận được thơ? Ừ hen. Ý, trong đoàn có người ra kìa, viết thư đi. Giấy viết đâu bất tử vậy? Không ấy mình nhắn miệng hen. Trời ơi, coi chừng người ta hiểu lầm tụi mình mê kép hát á. Kệ họ, mày ngại thì mày để tao. À, anh ơi anh ơi. Dạ. Ô kìa, người đẹp gọi tôi phải không? Dạ, tôi muốn... Muốn làm quen với anh. Được, anh lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón chờ em. Ê em ơi, đừng có tin thằng đó nữa nha. Nó ba vợ tám con rồi đó. Nín nè. Nó nói chơi đó em, anh còn độc thân, chưa có người yêu. Dạ, hai đứa tụi tôi muốn... may quá, bọn anh cũng hai đứa nè. Ngộ quá ha, đủ cặp rồi nè. Có lẽ là duyên tiền định rồi. Em tên gì vậy? Dạ, em tên Sen. Ồ, cái tên nghe hay quá. Còn em? Dạ, nó tên Đẹt. Đẹt? Dạ. Ôi cái tên mộc mạc mà dễ thương. Mời hai em đến quán cà phê tuyết mây, tụi mình trao đổi nha. Dạ em xin cảm ơn anh. Dạ tụi em muốn nhờ hai anh nhắn lại giùm á, là ngày mai đúng giờ tụi em muốn gặp hai anh. Tại quán tuyết mai nha. Dạ tại quán tuyết mai hả anh hen. Nè 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 để anh giới thiệu ha. Anh tên là Hùng. Dạ. Còn này là Sơn. Dạ. Lúc nãy á, hai anh đánh võ đó thấy không? Vậy hả? Ừ. Trời đất ơi, hai anh đánh võ thiệt là hay đó. Nhưng mà xin lỗi hai anh nha. Sao? Cái người mà hai em muốn gặp á, không phải hai anh. Ủa, vậy em muốn gặp ai? Dạ, tụi em muốn gặp cái anh kép Dương Cường Thanh Tuấn Cảnh và anh Hề Lép Xẹp á. Rồi, gặp sư phụ phỏng tay trên nữa rồi. Hai em muốn làm quen hay là... Dạ, dạ, dạ đúng rồi, em muốn làm quen á. Chà, khó lắm mà. Sao vậy anh? Hai cái thằng đó, làm như nó ghét con gái hàng sao á. Bến nào cũng có gái tìm, mà nó không chịu làm quen. Hai em gặp nó, anh sợ hai em thất vọng thôi. Dạ, không sao đâu anh. Hai anh cứ nói tên của tụi em ra đi. Em Sen nhỏ nạn đẹp nè, nãy nói rồi đó. Là hy vọng hai anh ấy sẽ đến mà. Anh xin lỗi nghe, tên của hai em á, nghe nó quê lắm. Đẹt, Sen, mà nhầm gì? Nè, Tuyết Nga nè, Phương Hồng nè, Thảo Ly, Lệ Thu, Ngọc Ánh. Tên nào cũng kêu nghe bon bon. Vậy mà không có làm cho hai thằng nhóc nó chú ý. Huống chi... Dạ, xin hai anh cứ giúp giùm, xin cảm ơn. Nè 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 nè, nói vậy là đi sao? Em gái. Thôi đi mày ơi, em gái gì nữa? Người mà em gái của mày chú ý hả? Đâu phải là tao với mày đâu. Thôi, vô lãnh lương rồi đi ăn cháo mày. Ê, bữa nay lãnh lương gì vậy mày? Đơ quyền đờ. Khán giả đông quá đờ mi sao? Trời ơi, bà bầu nó nói đông, nhưng giá thấp, lại bị coi cọp hết phân nửa rồi. Đi cái đòn này, mỗi tháng chỉ có 10 lần lương đủ. Vậy là khá đó. Chứ lúc trước lãnh cà phê điều chi thì sao? Thôi, vô lãnh lương rồi ăn cháo. Đi mày, đi. Dậy, thức dậy. Trả chỗ cho tôi bán thịt. Nghệ sĩ ơi. Đứa nào không để tao ngủ chút coi. Trời ơi, ngủ trên thất thịt của tôi mà mắng tôi đứa này đứa nọ. Mấy ông nghệ sĩ này ngang quá. Dạ. Ông chủ hả? Xin lỗi nha, cháu tưởng đâu là mấy đứa trong đoàn nó phá. Dạ xin lỗi ông chủ, nghe ông chủ. À anh Hề hồi tối phải không? Dạ dạ không phải, tôi
tôi... Phải mà, hồi tối anh làm tôi cười muốn bể bụng vậy. Con vợ tôi á, nó cười đến đổ té, té luôn xuống đất luôn. Dạ, dạ đúng anh này rồi đó ông chủ. Anh Hề xẹp lép nè. Còn chú em là kép chánh đây mà. Trời ơi, kép chánh mà phải ra ngủ thất thịt hay sao? Dạ không có, tụi cháu ngủ ngoài này cho mát đó. Ôi mát cái gì, mỡ heo hôi thấy mồ à. Này tối mai tới nhà tôi ngủ, nhà tôi rộng lắm, nhớ nghe. Dạ, cảm ơn ông chủ. Ê, mình đi uống cà phê vậy. Nghệ sĩ ăn quán ngủ đình, sống bờ ngủ bụi như thế này thiệt tội nghiệp quá. Nhưng mà nhờ có mấy người nghệ sĩ, mấy ngày nay trong lòng vui vẻ. Ban ngày làm mệt, ban đêm được coi hát, giải trí tốt lắm chứ. À, chút nữa đem cho vài miếng thịt để mấy ảnh ăn no hát giỏi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú bán thịt. Mua thịt hả? Dạ, dạ không à, chú có thấy hai cái anh nghệ sĩ đây đi đâu rồi không vậy? À, hỏi anh cấp chánh với anh Hề hả? Dạ đúng rồi đó, đúng rồi á. Tội nghiệp, tôi mới kêu thức dậy, chắc là đi uống cà phê đằng kia. Dạ, dạ cảm ơn. Nè chú em, bộ chú em cũng ở trong đoàn hát hả? Dạ. Nhưng mà ở trong đoàn chú em hát kép gì? Dạ, dạ kép, kép đánh võ nhắc tuồng. Nè chú em, cho tôi gửi hai nghệ sĩ ngủ ở kệ thịt của tôi đó. Dạ. Mấy cục thịt nạc nè. Dạ, dạ. Tội nghiệp, ăn cực khổ quá, hát gì nổi. Nè nhớ nhắc hai chú đó, tối mai qua nhà tôi ngủ nghe. Dạ, dạ, dạ cảm ơn chú. Có gì đâu. Chú tốt quá. Dạ. Uống đi, cà phê đã nguội hết rồi, mày làm cái gì mà thẫn thờ vậy lúa? Tao nhớ vợ tao. Nhớ thì bỏ đoàn đi về. Mỗi lần tao nghĩ đến điều này thì tao lại thấy lòng đau như ai xé. Ngày thằng Long với con Phượng đã bỏ đi, bây giờ tao mày với con Lệ là nòng cốt của đoàn. Tao về nhà là đoàn phải nằm. Anh em làm sao mà sống nổi chứ? Nghĩ cũng ngộ. Cái gì ngộ? Cái đồi hát nè, ở xa nhìn vào thấy đẹp lắm, mơ ước được đến gần. Nhưng mà khi đến gần rồi thì chán, ở nán lại thì thấy mê rồi muốn về cũng không nổi nữa. Ê, nói mày nghe cái chuyện này nghe. Cái gì? Cái hồi tối đó, thằng Tần á, nó nói với tao có hai đứa con gái ở đây muốn gặp tao với mày. Nghe nó nói lại thì hai đứa này cũng sạch nước cạn lắm. Sạch thì mày sáp vô đi. Nè cho mày biết nha, con sen mà nó biết được là nó cạo đầu mày, nó tô dầu hắt đó. Không có đâu, con sen có bề ngoài nó dữ dằn vậy đó, chứ tình cảm nó ướt át lắm mày ơi. Cái ngày lên đường cái trời đất ơi, mày nàng khóc ướt hết mấy khăn môi xoa của tao rồi đó. Ừ, mày thử lạng hoạn đi rồi mày biết. Ê, nhắc tao hai chữ lạng hoạn, tao mới nhớ cái vụ mày với bà bầu. Nói thiệt nha, tao tưởng mày ngủ luôn trong cái mê hồn trận của bả rồi chứ. Thật ra thì bả biết trước ý đồ của thằng Long, nên bả muốn đào tạo tao đề phòng khi thằng Long trở mặt. Bả muốn gả con Phượng cho tao, nhưng đâu có ngờ thằng Long nó bỡ con Phượng rồi. Tụi nó đồn là bắt gặp mày vô phòng bả mấy lần á. Mày không tin tao hả? Bây giờ thì trắng đen rõ rồi. Đó tao giận mày dữ lắm đó nghe. Người ta đối xử với mình tốt hay xấu, phần lớn cũng do tư cách của mình. Ban đầu bà bầu cũng có cái đánh giá không đúng về tao, nhưng rồi sau đó... Ê, chú à, cái thằng Tần nó nói hai đứa con gái đó, đó. Bây giờ mày muốn bắt chước tụi nó đó phải không? Phải đâu bồ bịch tới đó. Không phải vậy mà, có điều tao hơi suy nghĩ. Khỏi cần phải suy nghĩ gì hết á. Mày muốn đi á, thì mày đi một mình mày đi. Trời ơi, không phải vậy. Ý là tao muốn nói... Dẹp, không có nói mày. Mày nghe tao nói nè. Tao không muốn nghe. Mày phải nghe tao nói. Nói thì nói đi, làm gì la lớn như vậy? Thất quá hả? Mày là cái ăn hiếp tao vừa mãi thôi chứ. Tao đâu phải vậy cho mày nói tao vậy. Chừng nào tao vậy cho mày mới nói tao vậy chứ. Tao không có vậy, tao tức. Chừng nào tao có vậy cho mày mới nói tao vậy. Tao không có vậy, tao mới tức chứ.
trời đất ơi, con cái mặt kìa, 12 con giáp không giống con nào. Bình thường cái mặt đã giống cái bánh xe bò rồi, bây giờ lại méo nữa. Có kìa, có kìa, giống cái bánh bao ế quá. Hấp tới hấp lui nhiều lần, thịt thì chai ngắt, mà da thì nhăn nhó. Ê, 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 không được xúc phạm tới cái sắc đẹp của tôi kìa. Tôi đẹp, tôi xấu gì thì kệ tía tôi. Có đuôi tôi gài nào đâu mà phê bình tôi, khen chê tôi. Phải rồi, tôi xấu lắm, tôi ngu lắm, nên bị người ta hiếp mà. Nín đi. Nín chứ, ai khóc hồi nào đâu. Trời ơi, người ta diễn mà tôi khóc thiệt. Mày muốn nói cái gì? Tao muốn nói rằng chuyện là bốn phương, trên đời sao có cái chuyện kỳ khôi, từ trước đến nay ta chưa thấy bao giờ. Những chuyện chi mà mày cho rằng ngày là mày nói giọng gió, tao không hiểu được. Hay là có gà ba chân, hoặc là con heo hai đầu. Ôi, chuyện đó là cái chuyện bình thường, không đáng để cho mình để ý. Con heo hai đồng, hoặc là con gà ba cân. Cái đồ quay thay không có gì đáng nói. Có cái chuyện này đây, tao nói với mày, mày phải giật mình. Giật mình chứ giật mình gì ông nội? Thì giật mình đó, tại tao sợ không ăn chữ đần tao phải ca giật mình. Nè, cái gì lại mày nói đại ra đi. Úp úp mở mở và sốt ruột thấy mồ à. Ê, thằng Tần nó nói hai con nhỏ đó hồi tối đó. Nữa, hai con nhỏ nữa. Nín! Mày chót két để cho một cục đất sét ra cái mỏ két mày giờ. Buông ra. Mày bóp hồng tao. Tối nay mà tao bị sét hả? Là mày chịu trách nhiệm. Nè, nói đi, cái gì lạ? Hai nhỏ đó mặt thỏ mỏ dơi, răng hô mắt lồi, mũi két phải không? Trời như ơi, vậy mới lạ chứ. Ông trời đất ơi, ông sập xuống đi. Ông đè cho dẹp đét cái thằng ăn cơm hết à. Ờ, trời sập đè tao thì mày cũng đồng chung số phận hà. Cười cười rùi nữa, cười cho quê tôi đó. Trời. Thôi đừng có giận nữa. Mày không nhìn thấy á, thấy mặt mày giận xấu lắm. Đâu, mày nói đi, cái gì lạ? Hai con nhỏ ở tối. Nói đi. Không nói. Giận tao hả? Xin lỗi đó. Chịu chưa? Giỡn chút mà giận gì không biết nữa. Vậy tao nói. Nghe nói nè nghe. Ừ. Cái tên của hai con nhỏ này á, tại sao lại trùng hợp lạ lùng? Đứa thì tên Sen, còn đứa là tên Đẹt. Hả? Làm vậy? Mày nói sao? Mày nói tên là Đẹt hả? Phải Đẹt không? Cái gì mà mày nhảy đông đổng lên vậy? Làm như hồi giống khỉ già ngồi lửa quá. Mày có biết sự tích khỉ già ngồi thao lửa không? Nín trời đất ơi, chuyện nóng như hơ mà mày còn ở đó mà ngày xưa nữa. Cái con nhỏ Đẹt bây giờ ở đâu? Ở nhà nó. Nhà nó chỗ nào? Ở chỗ này, Đồng Tháp 10. Hả? Đồng Tháp 10? Nghĩa là... Nghĩa là nó không phải là con Đẹt vợ mày ở Chắc Cà Đao. Có lý nào? Chính vì cái chỗ không có lý nào đó mà tao muốn gặp hai cô bé chiều nay. Tao có linh cảm rằng chính là vợ mày và người yêu của tao. Có lý nào Đẹt lại cho nổi đến việc này? Không, không bao giờ vợ tao dám bỏ nhà ra đi như vậy đâu. Đúng rồi, một mình vợ mày thì không dám, nhưng mày quên rằng con Sen, thấy không? Mày biết tánh con Sen rồi, có việc gì mà nó không dám làm đâu. Không, tao không có tin. Tên trùng tên, chuyện thường thôi. Trong đoàn mình á, đã có tới hai thằng Hải, ba thằng Hùng đó sao? Mày nhất định mày không đi? Không. Nè, coi chừng qua đã có chủ nha. Vô tình lãnh thẹo là bỏ nghề á. Thôi, tao vô tao tập tuồng, tới giờ rồi, đừng để anh em tao chờ nữa. Lúa ơi, lúa ơi, lúa ơi, dậy đi lúa. Đừng có giận nữa. Mày không nhìn thấy á, thấy mặt mày giận xấu lắm. Đâu, mày nói đi, cái gì lạ? Hai con nhỏ hồi tối làm sao? Nói đi. Không nói. Giận tao hả? Xin lỗi đó. Chịu chưa? Giỡn chút mà giận gì không biết nữa. Vậy tao nói. Nghe nói nè nghe. Ừ. Cái tên của hai con nhỏ này á, tại sao lại trùng hợp lạ lùng? Đứa thì tên Sen, còn đứa là tên Đẹt. Hả? Làm vậy? Mày nói sao? Mày nói tên là Đẹt hả? Phải Đẹt không? Cái gì mà mày nhảy đông đổng lên vậy?
làm hồi giống con khỉ già ngồi thao lửa quá. Mày có biết sự tích con khỉ già ngồi thao lửa không? Nín trời đất ơi, chuyện nóng như hơ mà mày còn ở đó mà ngày xưa. Cái con nhỏ đẹp bây giờ ở đâu? Ở nhà nó. Nhà nó chỗ nào? Ở chỗ này, Đồng Tháp 10. Hả? Đồng Tháp 10? Nghĩa là nó không phải là con đẹp vợ mày ở chắc cà đâu. Có lý nào? Chính vì cái chỗ không có lý nào đó mà tao muốn gặp hai cô bé chiều nay. Tao có linh cảm rằng chính là vợ mày và người yêu của tao. Có lý nào đẹp là trôi nổi đến việc này? Không, không bao giờ vợ tao dám bỏ nhà ra đi như vậy đâu. Đúng rồi, một mình vợ mày thì không dám. Nhưng mày quên rằng con Sen, thấy không? Mày biết tánh con Sen rồi, có việc gì mà nó không dám làm đâu. Không, tao không có tin. Tên trùng tên, chuyện thường thôi. Trong đoàn mình đã có tới hai thằng Hải, ba thằng Hùng đó là sao? Mày nhất định mày không đi? Không. Nè, coi chừng qua đã có chủ nha. Mày vô tình lãnh thẹo là bỏ nghề á. Thôi, tao vô tao tập tuồng, tới giờ rồi. Đừng để anh em tao chờ nữa. Lúa ơi, dậy đi, lúa ơi, dậy đi. Tao ngủ một chút mà làm gì vậy? Trời ơi, mày dậy đi, rồi mày nhìn kỹ có ai đây nè. Ai? Mình. Hả? Đẹp. Anh đang mê hay tỉnh? Có phải sự thật em đã đến với anh không đẹp? Mình, đây là sự thật chứ không phải kim bao. Mình ơi, anh nhớ mình quá à. Mình nhớ nè. Nhớ. Trời, vừa thôi, đừng có làm quá. Rồi người ta thèm. Ai thèm thì cứ việc tự nhiên. Chết cha, bộ quên đưa gói thuốc với cá quẹt rồi quán rồi. Sen ơi, đi với anh đi Sen. Kéo một hồi là mất à. Thiệt, em không có thể nào ngờ anh Lép lại trở thành một nghệ sĩ hài hết sức là có duyên. Nhưng cũng như anh, chàng lúa quê kịch của em lại biến thành anh kép hát. Mà lại hát hay mới chết chứ. Chết ai? Chết người ta chứ ai. Chết người ta thì kệ người ta. Mắc mớ gì tới em mà em lo. Em lo gì, anh đang vào hiểm nguy. Dưới chân anh bao hố sâu đang chờ. Một phút suốt một đời ôm lấy. Lòng xót xa đau khi nghĩ anh trót dài. Trong cảnh đời xa qua anh quên dần người ta. Phải vậy không? Nói mau. Em ơi, 6 tháng xa nhau anh mới biết thế nào là nhung nhớ. Khi cánh màn nhung từ từ khép kín, anh lại thấy cô đơn giá lạnh ở tâm hồn. Tiếng đàn tranh mà anh lại tưởng tiên lụy tre đang là ngọn rì rào. Tiếng cười ái từ phía hậu trường vẳng lại, anh cũng ngỡ là tiếng cười trong trẻo của em. Đêm đêm anh ngó xuống những đôi mắt đen tròn đang ngao ước nhìn lên, để tìm xem có đôi mắt nào quen thuộc. Đôi mắt ấy đã từng cay lệ vì anh, vất vả vàng lao để cho chồng từng chén cơm anh. Sang kia ai tiếng rừng mưa tàn, vui ca
đợi khách chinh phu nhịp gió câu quay về nẻo cũ. Còn em chờ kẻ chân đất đầu trần trở lại làng xưa. Nhưng người ấy không quay về nẻo cũ làng xưa với chân đất đầu trần để tiếp tục những chuỗi ngày nhọc nhằn mưa nắng mà đã trở thành một chàng nghệ sĩ lang thang á, thì ánh đèn màu đã thay ánh sáng chói chang, son phấn đã thay cho tro bụi đốt đồng nè, và mùi rạ mới đã được thay bằng mùi nước hoa ngào ngạt. Vì vậy mà trong lòng mình có một nỗi lo sợ bâng quơ. Mình anh hiểu tâm trạng của mình như hiểu chính lòng anh không dám di mình giữa cánh sen, cũng không cho rằng cuộc sống mà ảnh đang dấn thân là vũng bùn nhơ nhớp. Có một điều chắc chắn là ở đây có quá nhiều sự cám dỗ dễ đưa con người vào bóng tối của đam mê. Cây ranh giới giữa sự tội lỗi và trống sáng quá mong manh. Có đôi khi anh di mình như một anh hề xiếc đang thu giữ thăng bằng trên sợi dây bé nhỏ. Nhưng em hãy tin anh như giữa phong ba, tin vào cánh tay thủy thủ, anh vẫn là chàng lúa của em vật đổi sao dời. Nói thiệt nghe, em lo thì lo mà tin thì vẫn tin á. Tin thiệt ha? Thiệt, bởi vì em đã nghe anh em trong đoàn họ đồn á. Chết, đừng có tin, miệng lưỡi trong này ghê lắm. Một họ đồn ra 10 lần đó, chuyện có nói không, chuyện không nói có là thường. Đừng có tin. Ủa, bộ họ nói vậy mà không phải vậy hả? Trời ơi, em ở đây lâu rồi em sẽ thấy giống như tuồng hát cải lương vậy đó. Lọng giả thành chân mà. Lọng giả thành chân, nghĩa là họ nói vậy mà không phải vậy hả? Anh đâu có vậy, anh... Ủa, mà họ đồn anh vậy là sao? Họ nói anh... Nói anh sao? Em nói đại ra đi. Họ nói anh không có thích đàn bà con gái. Bến nào cũng có mấy cô đến tìm mà anh không có tiếp. Họ đồn như vậy mà mặt không có hả? Có. Họ đồn cái này là đúng sự thật. Anh ghét đàn bà lắm. Họ còn nói anh có cướp máu bóng á. Tối ngày chỉ chơi với anh lép vợ chồng á. Ăn chung nè, ngủ chung nè, chơi chung nè. Cái gì cũng chung hết á. Cái này cũng đúng nữa. Nhưng mà thật ra anh cũng chơi với nhiều người nữa chứ. Như là anh Hai Vàng Cảnh nè, bác Bảy Dư, chú Chính Trích. Báo cho em một tin vui nha. Anh đọc chữ được rồi. Thiệt hả? Anh viết được không? Cũng có một phần. Nhưng phần lớn là nhờ bà bầu. Bà thương anh lắm. Thương... Em làm gì vậy? Thương như một đứa em vậy đó. Thiệt không á? Trời ơi, có cái mặt của em kìa. Bà thương anh như em thiệt hả? Anh đi nói xạo với em sao? Chị ấy hỏi thăm em hoài ha. Bộ chị đó biết em hả? Có gặp hồi nào đâu mà biết. Chị nghe anh nói chị đã thương rồi. Bây giờ gặp được em hả? Chắc là chị càng thương hơn nữa. Mình đi gặp chị đi. Mà khoan đã. Hồi nãy anh nói là nhờ chị bầu mà anh biết đọc chữ. Bộ chị dạy cho anh hả? Chị đâu có thời giờ mà dạy. Chị bỏ tiền ra mướn thầy dạy cho anh. Chị còn dạy anh hát nè, đi hai bộ chân. Vậy hả? Rồi tập diễn xuất nội tâm nữa. Hèn chi, anh hát ra bộ gọn bân hà. Lúa ơi, trời ơi, may quá bà bầu. Ủa, ê, vụ gì đây? Hồi nào tới giờ không có vụ này à? Sao bây giờ? Dạ, đây là vợ của em đó anh Hai. Vợ của mày? Dạ, đúng vậy. Em đâu có nói chơi với anh Hai. Em à, anh Hai đây là người anh đỡ đầu của anh. Anh mà vào được đoàn hát này cũng nhờ ảnh đó. Dạ, em xin cảm ơn anh Hai. À, không có chi. Mà phải thím tên là cô Đẹp phải không? Ủa, sao anh Hai... Thằng Lúa nó nhắc hoài à. Nghe nói thím hò hay lắm ha. Cũng lại anh Lúa nữa à. Anh đừng có tin ảnh nghe. Nó ít có nói dốc nói lao lắm. Nhất định là thím hò hay. Mà hò hay thì hát sẽ hay. Như vậy là may quá rồi. Anh nói may. Là may làm sao? Bà bầu đang ngại đang lo. Đào chanh đã trốn. Giờ biết tìm ai thay thế. À biểu tàu kiếm mày ngay cứu nguy trận này. Giờ đây đâu để tìm con lệ đi chắc xa lắm rồi mày tin làm sao cứ đứng im như bị trời trồng mày hãy mau đi gặp bà bầu coi chuyện bà tính làm sao.
Nhân đây để tôi giới thiệu vợ tôi với bà bầu. Bộ bà bầu lớn tuổi lắm hả? Lớn hơn anh 5 tuổi hả? Vậy sao kêu là bà bầu mà không kêu là chị bầu? Tại quen miệng rồi mà. Thôi mình đi, trời ơi, bà bầu hay chị bầu gì cũng được mà. Em. Ủa, sao mình không lại quán cà phê mà lại ra đây? Cái chỗ bờ sông nó có mấy cái bụi cây, nó mát lắm, nó thơ mộng lắm. Nhưng mà còn gói thuốc với lại... Thuốc cái gì? Anh có biết hút thuốc hồi nào đâu. Làm bộ, kiếm chuyện rút lui đi vợ chồng lúa tâm sự. Mình thì... Hả? Thì ra anh gạt tôi hả? Cái đồ quỷ hả? Ừ, à, tôi quỷ đó. Mà quỷ biết yêu, biết nhớ. Không dám đâu, tôi không có tin anh đâu. Không tin tôi thề nè. Nếu mà tôi mà nói láo cho bà... Thôi. Em làm bộ em nói vậy chứ em tin rồi. Em tin chàng lép của em, tuy cái miệng ba qua nhưng mà lòng dạ thẳng ngay, tình chung như thiết thạch, phải không anh? Đúng vậy, không sai. Bởi vậy cho nên... Nên sao? Cho nên dù cách núi ngăn sông, em vẫn một lòng gửi nhớ gửi thương về cho lép. Và nguyện sẽ cùng ai kết chặt đồng. Ôi nghe lời ấy thỏ thẻ, khiến lòng anh mát mẻ vô cùng. Có phải chăng trời sen cho lép, vậy thì lép sẽ trọn đời chúng thuê cùng sen. Lép đi rồi sen buồn ngẩn buồn ngơ, cứ ra bên sông xưa thơ thầm một mình, nhìn cánh lục bình mà chẳng nhớ người đi, chắc cũng như qua kia bồng bềnh trên sông nước. Đúng như lời em nghĩ vậy đó. Anh lang thang hết chợ này sang đình nọ, anh giấy giang cho đoàn hát về quê mình để anh về thăm em. Nhưng mà chờ hoài không có, đêm nào anh cũng thao thức nhớ em. Ăn cơm không nổi nữa, bởi vậy anh ốm lòi hai cái lỗ tai vậy nè. Trời ơi, tội nghiệp cho anh, mới có mấy tháng xa nhau mà thân thể anh tiều tụy như vậy nè. Thôi thì anh về với em đi, đặng em nuôi thuốc. Chỉ 10 ngày thôi cái bụng sẽ no tròn. Ý đâu được nè. Sen hỡi sen ơi, xin hiểu cho anh không thể xa đoàn. Biết hôn đào kép hiện giờ chỉ còn le que mấy đứa, anh với thằng lúa đi rồi đó, đoàn nằm sẽ đem hậu đài khổ lắm em ơi. Mấy ngày liền đoàn hát chỉ phát cà phê, khán giả ì xèo nhưng mà không ai chịu mua vé vô coi hát hết trơn hết rồi. Anh em trong đoàn thương nhau như ruột thịt, thì anh ở nào bỏ mặt mà đi. Sao? Như vậy là anh không chịu về với em hả? Trời ơi, về sao được mà về. Ăn cơm tổ nghiệp là phải hy sinh vì đoàn vì tổ chứ. Ở lại đây, không về với em thiệt hả? Anh nói thông cảm hoàn cảnh cho anh mà. Được rồi, anh ở lại đi, như em về mình ơn. Sen, đừng đi Sen. Hãy dừng lại mà nghe anh nói. Anh nói gì? Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ, duyên mình dài lâu, suốt đời tình thâm sâu. Nhớ thương đầy vơi mộng, hơi
Anh đã mơ rằng một mái nhà tranh nhỏ nhỏ bên bờ sông với hai trái tim cùng hòa chung một nhịp. Nhịp gì? Nhịp tình tan tan tinh tích tình tình tan 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 tình. Cái gì mà tan tình tính tan hoài vậy? Phải hết văn rồi. Từ lúc chia tay anh thường mong mơ. Em biết không, anh nhớ ngày nhớ đêm, nhớ thêm buổi sáng như rắn buổi trưa không chừa buổi tối. Nhớ mỗi canh thâu, nhớ sầu la lách, nhớ rách răng, nhớ tràn nước mắt, nhớ thắt con tim, nhớ mềm lá mía, nhớ xỉa tới ruột già. Thôi xạo 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 quá đi, nhớ cái gì mà nhớ dữ vậy, ai mà tin. Nhớ thiệt mà. Nè nè nè, trời ơi, đi với đâu vậy nè? Nè, chị là chị nuôi của thằng Lúa, thì em là em dâu của chị rồi đó nghe. Dạ, được chị thương, vợ chồng em rất là cảm động. Nhưng còn cái việc hát sướng thì... Ôi, em đừng có lo, cặp mắt của chị người không có lầm đâu. Như thằng Lúa nè, chị nói nó lên là nó lên hả? Bây giờ chưa đâu nghe, mai mốt về Sài Gòn chị mướn báo đăng nè, rồi hát đài phát thanh nè, thì nó sẽ lên như là diều gặp gió đó cho em coi. Em cũng vậy á, mới đầu ai cũng nhút nhát lọng cộng, rồi nghề nó dạy nghề, em lo gì? Dạ, chị nói có lý, em cũng ráng. Dạ, còn em xin tiến cử với bà bầu, đây là người yêu của em. Người yêu của em? Dạ. Chà, coi được quá chứ. Dạ, cảm ơn bà bầu. Sao, có khả năng gì không em? Dạ, khả năng là sao? Thì nghĩa là em có thể làm được gì? Dạ, cắt lúa nè, chèo ghe, nấu cơm, giặt đồ làm được hết á. Vậy, rồi biết họ hát gì không? Dạ, em họ được, nhưng mà hát thì dở lắm. Cái tướng này với cái giọng nói này nha, dạ, có thể làm đầu lẳng được à. Ủa, mà đầu lẳng là sao? Quậy đó. Hả? Quậy hả? Ừ. Ừ, em chịu á, em khoái quậy lắm á bà. Tốt lắm. Hai à? Dạ. Bây giờ đoàn của mình dọn qua đình ở tập tuồng 2 ngày. Tôi về Sài Gòn kêu thêm đào kép với lại lấy tuồng mới về tập. Mọi việc điều động do thằng Lúa với chú lo. Nhớ ngày mai phóng rôn cho hai giai nữ mới này nha. Dạ. Rồi nhớ chọn hai cái tên nghe kêu kêu một chút. Nè, hai đứa cứ tự nhiên đi nghe. Dạ, em chị bầu. Chị thôi, đừng có bầu. Trời ơi, tôi sợ bầu lắm. Dạ. Thôi, về sửa soạn dọn đồ đi. Dạ. Nè, hai thím nó có đọc được chữ không? Dạ được. Dạ, em học hết lớp nhất. Ủa, vậy sao thím để cho chú Lúa nó dốt đặt căng mai vậy? Dạ, tại ảnh tự ái, ảnh không có chịu học. Nhưng bây giờ em cũng biết đọc chữ rồi. Trời ơi, còn phải học nữa ông ơi. Phải viết được mà viết cho đẹp kìa. Thôi, ai lo phận sự nấy nghe. Chuẩn bị hạ sao mang đi. Ôi thiệt, giấc mơ đã trở thành sự thật rồi. Bốn đứa mình bây giờ đã trở thành sự thật rồi. Ước mơ gì? Ước mơ trở thành nghệ sĩ. Thì ra mày đã ước vậy sao? Tao á hả? Tao thì không bao giờ dám nghĩ tới đâu. Dạ, em trân trọng mời hai nữ nghệ sĩ bước xuống ga để qua đình. Dạ, xin tuân lệnh. Anh Lúa à, nghỉ hát kiểu này thêm tuần mưa nữa lấy gì ăn? Gánh hát mùa mưa thì vậy á, đừng có lo. Bà bầu sẽ về Sài Gòn lấy tiền xuống nuôi anh em. Chỉ về mấy ngày rồi, sao chưa có tiền gì hết vậy? Anh cũng như em, ai mà biết. Em nhớ nhà quá à, em muốn về thăm má hai bữa em lên, được không? Được chứ sao không, nhưng tốn tiền dữ à. Em với con Sen còn tiền, tiền cắt lúa mướn đó. Trời đất ơi, em giỏi quá. Bộn em vậy sao mà còn để nhiều quá vậy? Cắt lúa mướn thì ăn cơm có một bữa hà, bữa trưa chủ đất họ lo rồi. Em mới đi theo gánh hát có mấy tháng, mày thấy em trắng da dài tóc hơn hồi đó nhiều lắm á. Nhớ ngày đầu đánh phấn vẽ lông mày á, thấy cái mặt gì cui à, khó chịu thấy mồ. Ai cũng vậy thôi mà. Lần đầu anh nhờ bà bầu làm mặt giùm cho anh, bây giờ thì quen rồi. Ừ, anh Lúa à, vậy mai em với con Sen về nghe. Ừ, nếu em đến đây mà không thì em cứ gặp ông Tám giữ đình hỏi thăm, anh sẽ viết thư để lại.
Chà, bây giờ chàng lúa đã biết viết thơ để lại rồi phải không? Chẳng những viết thư để lại mà còn biết làm thơ nữa à. Thiệt không đó? Đứa nào nói láo hả? Kiến cắn cẳng nó đi. Kính nè. Dạ, dạ. Lúa ơi, bộ vợ chồng mày qua đèo rù rì hả? Kệ tao, đèo gì cũng được, miễn qua đèo cô đơn được rồi. Trời đất á, anh lép anh ngái kiểu này ai mà ngủ chung với ảnh cho nổi. Anh cũng đã chịu hết cả năm trời rồi, coi nhảy riết rồi cũng quen hẳn. Kể như mình ngủ gần nhà máy xay lúa là được rồi. Thôi, khuya rồi, để ngủ mai đi sớm nghe em. Anh Lép, anh Lép, anh Lép. Em, Sen nè. Trời ơi, làm hết hồn gì á. Đứa nào nữa đem mà la bài hải vậy? Thằng Lép nó mới là này ơi. Trời ơi, cái thằng này chắc tại con Sen không chịu ngủ chung với nó nên nó mơ tưởng chứ gì. Thôi để mai mốt bà bầu xuống đoàn biểu bà làm đám cưới cho tụi nó, chứ đêm nào cũng mới vậy ai mà chịu nổi. Dạ có lý à. Ê mà nói vậy mà nó có nghe không? Ôi nó ngủ như chết, nghe gì được mà nghe anh hai ơi. Mà nghe chắc nó hết mớ à. Thôi ngủ đi. Ấy, có chuyện gì vậy? Ra phía sau đi, em nói cho anh nghe. Nè, có chuyện gì mà cái giả bí mật quá vậy? Trời ơi, em biết tánh anh mà. Bằng đêm mình sợ ma lắm, đừng có cười. Cái gì nói đi, cái gì mà cười bộ vui lắm hả? Em nói anh nghe nè, gì? Mình đi lén lút như vậy, em nhớ cái đêm hôm ấy á. Đêm hôm ấy gì? Đêm đó đó, nửa đêm em chờ mọi người đã ngủ say. Em mới nhẹ nhàng ra sau bếp, không dám đốt đèn, sợ má biết. Em đạp nhầm con mèo, lo hét mèo mèo, má liền thức dậy đốt đèn. Em vội vàng nhảy tuốt vô lu, cái lu đựng toàn cách heo không à. Cùng mai cá trong lu đã cạn, nếu thì em chẳng biết phải làm sao. Tội nghiệp cho em vì anh mà phải nhọc nhằn. Rồi sau đó thì sao? Sau đó cái em chở má đi vô buồng á, em mới nhẹ nhàng chui ra. Thương quá là thương cánh sen hồng thơm ngát, mới biết rằng anh là người có phước. Ở trong đồng có gì đẹp bằng sen, chỉ tiếc thay nhẹ lép mà trao tình. Đã nghèo mà lại xấu hình dạng, còn cái tên thì lại càng vô duyên nữa. Chắc hồi nhỏ anh đau ban quá nặng, nên thân hình giống cọng bung thiêu. Đầu bự đít to chẳng khác con khỉ già, nên má tôi bèn đặt tên Lép cho tôi. Bởi vậy cho nên cứ lép xem hoài, lép bạc tiền không lép tình yêu. Sen, thương anh mà em không có hối hận sao? Không bao giờ hối hận. Em đẹp nè, em giỏi nè, em có tiền. Còn anh... Không có nói nữa nghe. Nói nữa là em giận nó nghe. Nhưng mà... Còn nói hả? Em đi về. Thôi 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 thôi, không có nói nữa đâu. Vậy ngồi yên đó nha. Ngồi yên mà nghe em nói nè. Gì đây? Ngày mai... Em... Em về phải không? Ủa? Sao anh biết? Hồi nãy đó nghe vợ chồng của thằng Lúa nó sầm xì. Anh gom tiền nè, định sáng mai đưa cho em đó. Nói đi khóc lẻ quá vậy. Anh Lê. Thôi em đừng khóc nữa làm gì. Gặp ngày này em cũng chia ly. Thôi em đừng khóc, em đừng khóc, đừng khóc nữa để lòng anh nghẹn ngào khóc lu. Chia ly khi ngày mai em đi anh ơi.
Dù xa nhau không phải là vĩnh viễn, nhưng trước phút chia tay ai chẳng đớn đau lòng. Sen, em phụ lòng anh phải không Sen? Em mà không lấy nữa nghe, anh đập cây này anh chết liền cho coi nè. 1, 2. Đứng lại. Sao? Em nhận rồi. Em nhận rồi, vậy thì vui mừng, vui quá vui à. Em nhận tiền anh vui quá là vui. Trời ơi, đừng có la lớn, coi chừng người ta nghe được sao. Quên, đúng rồi bằng ngày, quên. Thôi, vô ngủ hen. Ngủ. Em ngủ mùng em, tôi mùng tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Ráng đợi đôi năm làm lễ cưới, hai mùng còn chỉ một mùng thôi. Nói bậy thì hay lắm. Bây giờ đi không? Không đi phải không? Không đi, tôi đi vô trước mà nghe. Tôi đi nè. Ma đó à! Đừng lo, ma gặp quỷ nó chạy rồi. Quỷ xứ nè. Chào quỷ đi với, chào quỷ đi với. Lúa ơi, mày còn đồng nào không? Làm một ly cà phê đen không đường hả mày? Mày cái gì cũng lạ hơn người ta hết. Sao vậy? Ngủ thì khoái ngủ võng, uống cà phê đen thì không đường, ăn cơm thì moi cho được cơm trái, ăn bận thì bê bối, tối ngày cứ áo thun với quần tà lõn đưa cái cặp giò đen thùi đầy thẹo ra. Bởi vì trong đoàn tụi nó nói mày là người cõi trên là phải. Cái thằng này đáng xẹt. Mày giận hờn ai được khi không khi không? Mày lôi tao ra mày nên, nên liên tiếp mấy chiêu nhằm yêu biệt mà thôi. Vừa có thuốc lá cà phê mà người tao tối tâm mày mặt. Ê, đừng có xúc phạm đời tư nghe chưa? Đó là ý thích cá nhân. Mày á thì thích ngủ giường lèo, niệm mút hồng công. Còn tao thích một mình nằm nửa dòng còn ten. Chỗ ngủ của tao, tao chỉ cần có hai cây cột, chỉ 5 phút là xong ngay. Tao mới nằm ngay pha pha. Tao dựng cái số phận mình sao quá đổi lòng đồng. Đúng là hễ nghèo thì thường mắc cái eo. Ở dưới quê mình thì chỉ biết giữ đầu. Đã cực khổ gian lao còn bị bọn nhà giàu bóc lột. Quần quật tối ngày mà cơm cơm, ai dè nằm mì ở đây chịu trần. Chuyện đó có ăn nhập gì tới tao mà mày nhè tao mày chót. Vậy thì tình nghĩa chúng ta kể như dứt bản tình ca. Mày tánh nào tật nấy à? Tao nói như vậy mà mày cho là nặng hả? Phải rồi, dè lắm, nhẹ như búa tạ vậy. Tao chỉ thắc mắc tại sao mày lại có nhiều cái tật lạ đời như vậy. Không có ăn đơ gì hết á. Có tiền thì đi uống cà phê, còn không thì ngủ tiếp. Có bao nhiêu tao gom đưa cho vợ tao hết rồi. Nhắc tao mới nhớ, giờ này không biết hai bà về tới nhà chưa nữa. Về tới nhà 80 là dương rồi cha non ơi. Trời ơi, đi 3 ngày chứ phải làm như là mới đi hồi sáng này vậy. Ha. Lép à. Gì nữa? Nói thiệt nha, nhiều khi tao cũng muốn về phức cho rồi. Hát sướng kiểu này tao quải quá. Bởi vậy người ta đoạn đường ai có qua đò mới biết. Mày đúng là ngược nó ngạo à. Gì vậy? Người ta nói đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Mày lại nói cái kiểu gì vậy? Kiểu gì? Không kiểu gì đâu. Cầu bây giờ xe chạy bon bon à. Qua cầu rồi đâu có ngán bằng qua đò. Nhất là đi bằng xuồng ba lá đó rồi chở thẩm thì. Nhưng mà ý của mày muốn nói cái gì? Tao muốn nói rằng lúc này mưa gió hoài à. 10 ngày nghỉ hát trời ơi, cáo thun ba lỗ tao không đem bán nữa. Bán để cầm hơi mà. Nhưng nếu bỏ anh em mà mình đi thì không nỡ. Tại thì tao không hiểu tại sao cứ mưa hoài.
phải chi mà ổng nghỉ một ngày để cho mình kéo màn kiếm chút cháu. Cứ xế chiều là ổng kéo mày đen tới à. Mùa này là mùa mưa dầm mà mày quên rồi sao? Mùa lúa non nữa. Ê ê, mùa này chuột béo hết nói à mày. Trời ơi, mày làm tao thèm cái đùi chuột chiên vàng chấm tàu dễ yếu quá. Không biết anh Nếp năm nay làm ăn ra sao nữa. Hồi mình đi á, anh nói đã dành dụm đủ mua 2 công đất của ông Năm Hạnh rồi. Như vậy cũng trở thành chủ đất rồi. Có 2 công đất mà chủ với tớ gì? Ông Ba Hộ mà ông hay được, ông về mua lại liền à. Ông không cho ai làm chủ đất đâu. Ông chỉ muốn ở trong làng mình ai cũng là tá điền hay là người ăn cái ở của ông mà thôi à. Thiệt là tội nghiệp cho vợ chồng anh Nếp. Mày tội nghiệp cho ảnh rồi ai tội nghiệp cho mày? Thì mày gì? Mày tội nghiệp cho tao. Rồi ai tội nghiệp cho tao? Tao à. Tội nghiệp dần công mà mày. Trời, thấy mày dữ tao buồn ngủ quá. Thôi tiếp tục ngủ đi, quên đời mày ơi. Ngủ à, bắt đầu ngủ nha. Ngủ mày mập như con heo rồi mà đụng đâu ngủ đó à. Ôm nhờ mày mập đâu. Ê Lép à, tao nghĩ nếu bây giờ mình trở về làng để giữ trâu cày ruộng chắc làm không nổi đâu, phải không mày? Phải không Lép? Đẹp. Trời đất ơi, uổng công tôi nãy giờ tâm sự với con heo. Lép à. Lép. Cái này hú bà hồn muốn dế, trời đất ơi muốn gì ăn. Bà hồn dế gì ăn cơm ăn cá. Trời, cái gì mày kêu tao lớn quá vậy trời. Đi uống cà phê. Hả? Nói câu gì? Có phải chăng ai mời tôi uống cà phê không? Phải không? Uống cà phê ghi sổ. Hả? Ghi sổ? Thôi tao không dám đâu. Không dám đủ can đảm để dắt mặt mo để ra ngoài ấy đâu. Vậy thì tao đi một mình. Ê ê tinh, 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 tinh. Ê ê ê ê. Ê Lúa, anh hai nói vậy mà nhắm có thiệt không mày? Hả? Anh Lúa ơi, anh Lúa. Có thơ của bà Bầu nè anh Lúa. Ủa, bà Bầu không có xuống hả? Người nào cũng có một lá thơ viên số tiền. Gì vậy trời? Ủa, cái gì mà mày khóc? Ồ, bà Bầu bà chết hả? Tầm bậy hoài. Chết sao bà viết thơ? Đòn rã rồi anh Lúa ơi. Hả? Trời đất ơi, thiệt hả Tân? Anh coi thơ thì anh biết rồi. Giờ có nhiêu đây tiền cho em về tới Sài Gòn. Ủa, bộ nhà mày ở tận Sài Gòn luôn hả? Không có, nhà em ở Bến Tre. Ủa vậy sao mày nói mày về Sài Gòn? Sài Gòn chi? Về Sài Gòn để đến ngã tư quốc tế. Chi dạ? Dạ để chờ thời. Hả? Ủa thờ gì mà mày chờ ở đó? Bộ anh chưa ngồi đó lần nào sao? Trời, cái chợ ở Sài Gòn nóc dọn nóc vuông gì tao cũng chưa biết nữa. Tao đâu có biết ngã ba cái tư quốc tế quốc tung gì đâu. Mày ngồi đó chờ thời làm sao hả Tần? Anh biết không, đó là nơi dành cho những nghệ sĩ thất nghiệp, ngồi chờ mấy ông bầu hay mấy ông quản lý đến tìm người. Anh lên đó mà coi, tao nói đủ loại, đủ hạng, từ dàn cảnh nè, cho đến kép chánh nè, tao nói ngồi dài dài vui lắm. Chẳng có mấy chỗ ngồi như vậy? À, chỉ có một chỗ hà. Mấy nghệ sĩ nổi tiếng có lại chỗ đó ngồi chờ không? Hả? Ngồi nhà thờ vậy đó? Dạ không, mấy tài đó chỉ cho đệ tử đến ngồi để dẫn mối và làm giá. Chỉ có loại bèo mới tới đó thôi. Anh mà lên đó đó, anh sẽ khoái liền à. Vậy hả? Mấy ông ký giả muốn săn tin tức, các nghệ sĩ và các đoàn cũng đến đó đó. Như cái vụ đoàn mình rã nè, mấy ông ký giả có đăng tin không? Có chứ. Nhiều khi mấy ông bịa ra nhiều tin giật gân ác đạn lắm à. À vậy hả? Ngộ quá ha. Ê Lúa, không ghé tao với mày à. Mày muốn đi thì đi đi. Còn tao, tao về với vợ tao. Tần nè. Dạ. Em cầm lấy tiền thêm nè. Đủ chưa? Anh cho em vậy rồi làm sao anh? Anh còn tiền, đừng có lo. Chừng nào em đi? Dạ, em với Tướng Lộ định khuya nay có gian ghe ra Dàm Kinh, rồi theo xe đò về trển. Anh hai, em cảm ơn anh. Thôi, ơn nghĩa gì. Em đi mạnh giỏi nha. Anh hai nè, anh cho em xin cái địa chỉ đi. Nếu có ông bầu nào cần á thì em xuống em kêu anh ha. Thôi, anh không đi hát nữa đâu. Cảm ơn em. Em đi đi. Dạ, dạ, em chào anh hai. Em chào anh Tư. Nè nè, chừng nào đi á, nhớ ghé kêu anh Tư Lép đi nha nghe Tần. Dạ, dạ, dạ. Không dám đâu, mày về tao cũng về. Rồi, mèo lại hoàng mèo. Lúa ơi, Lúa. Lúa ơi, mày quá Lúa ơi. Lúa ơi. Ra chợ vô lượm được cái bớt của ai sao mà mặt mày hí hửng vậy? Gặp hên rồi, mày biết không? Khi tao tới nhà má hai, bà đang ngồi tán dóc với má Tần. Thấy tao ôm gói đồ bước vô, hai bà liền kéo lại hỏi thăm. Nghe nói tao đi bán đồ, má hai xúc vô cùng. Hai bà hội y
liền, hai bà cộng lại là 900. Ma hài qua thương, ma tư cũng thương, khiến tàu xót xa, xót xa cũng qua. Thôi dọn đồ, hai đứa mình đi, có than có khóc cũng không ít lợi gì. Ủa, sao mày khóc? Tao có khóc đâu, tại nước mắt cứ trực trào tuôn chảy. Đây không phải là sân khấu để tao diễn trò thương dài khóc mương, rồi tìm trong giả ánh mắt cảm thông của những ai đã cảm đã sâu. Tất cả rồi sẽ quên đi như nước chảy qua cầu, nhưng sẽ sống mãi trong trái tim tao cái nghĩa tình mỏng manh ấy. Đó là tấm lòng của má bãi má hai. Ta với cô quen biết gì nhau, tại sao họ dành cho ta thứ tình cảm ngọt ngào. Ngày mai này bèo nước chia xa, biết đến bao giờ cánh bèo kia trôi về nơi bến cũ. Ta có bộ mày tẩu quả nhà ma rồi nghe lúa. Đòn rã thì mình về quê cắm câu. Mày làm như là phạm lại hay không dám trâu về bến cũ đâu. Mày có trâu thì mày trâu mình mày đi. Còn cái cánh bèo lép này hả, xin bái biệt. Lép à, ăn một ngày cơm của cải lương cũng đã vướng nở cùng tổ nghiệp. Huống chi tao với mày đã cùng đoàn lên đến qua bao mùa nắng cháy mấy độ mưa dầm. Giờ sắp phải tay sao mày chẳng đau lòng. Ai nói với mày là tao không đau không xót, nhưng có xót đau rồi vậy mà thôi. Phải chi tao có tiền, tao sẽ kêu gọi anh em cứ ở lại rồi mình tập tuồng hát nữa. Có cháo cùng ăn, có cơm mình cùng húp, chia ngọt sẽ bụi đừng xé đắng chia cay. Mày ăn nói ngược ngạo không à? Cháo thì ăn, còn cơm thì húp. Tao nói thực tế đàng hoàng rồi nha. Cái bữa đó bà Tám mới cho mình một gói cơm khô đó, tao với mày nấu cháo, trời đất, hột nào hột đấy nó cứng như sỏi vậy. Nhai muốn gãi răng mà chưa nát nữa, húp gì nổi, không dám húp đâu. Ừ cũng đúng đi, còn cơm thì phải ăn chứ, ai nói húp cơm hồi nào. Mày không nhớ mấy bữa mưa dầm sao, bà bầu có cho ăn cơm với cá khô kho, tại khô đã mặn rồi. Mà tổng khẩu còn húp thêm cái tạ muối hột vô nữa, tao ăn đâu có nổi, tao chan nước, tao húp không, không thấy sao. Thôi, đừng có bệnh rịnh nữa, đi về. Khoan, mày theo tao vô đình giúp coi. Vô đình chi nữa, ta cuốn cái võng đem về làm kỷ niệm cho cái võng đã từng thân thương với tao mà. Cho tao đem về quê đi. 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 Lúa ơi, mình có đi lạc không lúa? Ở nhà quê chứ bộ ở chợ búa sao mà lạc. Chỉ có con đường độc đạo này thôi. Phải làng mình không? Sao thấy lạ quá vậy mày? Ủa? Ai in là thằng lúa với thằng lép kìa? Phải không vậy? Anh ba, em là lúa chứ còn ai nữa? Còn em là bành răng lép xẹp đó anh ba. Trời đất quỷ thần ơi, sao tụi bay đẹp trai quá trời quá đất vậy? Kép hát mà, đâu phải người phàm đâu. Kép hát hả? Trời ơi, kép hát trắng trẻo đẹp trai như... Hèn gì mấy bà mấy cô không chết mê, chết mệt sao được. Nè, thôi mời, mời hai đứa bay vô nhà uống một chén nước mưa cho mát lòng mát dạ coi nè. Dạ. Chà, nhà anh ba ngon lành quá ta. Nghe nói anh ba mua được ruộng, sao còn đi cày mướn nữa? Ai nói với chú mày vậy? Em đoán như vậy mà. Ừ, chú mày đoán đúng cũng một phần. Tao mua được hai công của bà Tám Ú ở Lung Ngang đó. À, gần địa ông Phú Hộ chứ gì. Mày cũng còn nhớ sao lúa?
Tao tưởng mày quên hết rồi chứ. Quên làm sao được anh ba. Mảnh đất nghèo mà giàu tình yêu thương thôn xóm. Những đêm mưa nơi xứ lạ trời xa nghe lòng nỗi nao nỗi nhớ. Khi nghe con dế đàn rung rung tiếng gái em cắn chặt môi mặc cho đôi dòng lệ cứ tuôn trào. Giọt nước mắt cũng làm vơi đi niềm thương nỗi nhớ dạt dào. Nhớ những buổi sáng lùa trấu ra ruộng khi ngọn lúa đồng đồng còn ngậm hạt sương khuya. Buổi trưa nằm dưới hàng tre anh em mình ước mơ một ngày thoát khỏi đời nghèo khó. Ôi ước mơ bé nhỏ thấy thật xa xôi, nhìn lại mình chỉ có hai bàn tay trắng. Anh ba biết không, thằng lúa coi vậy mà nó mít ướt lắm. Thấy mỗi lần nhắc đến là nó ứa hai hàng nước mắm à, ôi nước mắt à. Nó nói ở trong làng chỉ có vợ chồng anh là thương nó thôi, nhiều lúc nó nói là tự ái hết sức rồi đó. Vì cái ước mơ thoát khỏi cảnh nghèo đôi mà chú đã bỏ làng xa xứ. Ngày chú đi tôi biết mà không dám tiễn đưa. Tôi sợ nhất là cái cảnh phân ly dễ gây xúc động trong lòng. Lúc ấy tao sẽ không biết khóc hay cười. Khóc làm sao khi chú đi tìm ngày mai tươi sáng, còn cười làm sao với cảnh kẻ ở người đi. Lúa lép bà hai đứa bay đi rồi cái làng quê này nâu tịch. Mỗi lần thấy con đẹp đi chợ thui thủi có một mình, tao nghe nghẹn nghẹn trong tim. Rồi bỗng dưng nó bỏ đi đâu mất dạng cô xăm xì, con đẹp nó bắt chức thoại khanh. À, rồi bữa nọ tao qua nhà bà và vợ của mày, tao mới biết rằng hai đứa bay trở thành nghệ sĩ theo gánh hát dài đây mai đó. Tao cũng mừng mày gặp được dịp mai những cá gặp nước những mây gặp rồng. Còn cái con đẹp với con đầm trở thành nghệ sĩ luôn à. Hôm nó về nhà ôi thôi rần rần rổ rổ, bà con xóm dưới và xóm trên kéo đến mừng nó vậy thôi. Chợt nhà bắt nó phải ca giọng cổ mấy câu á mày à. Chà con đẹp nó ca quá xa là mùi, mày chế nó xứng đạo xứng kết hết gan. Ê gì anh ba, tụi bây về rồi chừng nào đi hát nữa? Nó nói là đoàn đang nghỉ hát để tập tuồng phải không? Tập ở đâu vậy? Bộ gần đây sao mà tụi bay về đây vậy? Nói thiệt với anh ba, đoàn rã rồi. Ủa? Rã là sao? Là giải tán ai về nhà đấy chứ sao? Trời đất ơi! Vậy rồi tập tuồng chi? Đâu có tập tuồng tích gì đâu. Mưa dầm hát không được, nằm ở đình chịu trận. Tụi em để hai bả về trước, chừng nào có đoàn hoạt động lại tụi em mới về kêu. Nhưng mà bây giờ tụi em về luôn không đi nữa anh ơi. Mệt quá. Sao mà uổng quá vậy? Trời ơi, đâu phải ai cũng hát được như tụi bay hay sao? Làm ruộng, làm rẫy, dắt mía, chèo ghe thì ai làm cũng được. Nhưng mà ngâm nga sáu câu cho mùi mẫn thì kiếm cho đỏ con mắt ếch mới kiếm được có một người thôi. Nhưng mà đi hát khổ lắm anh ba à. Tụi em đi cả năm nay, bây giờ về tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Còn anh thì nhà cửa khang trang hơn trước. Bởi vậy người ta nói buôn ba không qua thời vận mà. Đúng. Thôi thôi, đi về nhà cho con đẹp nó mừng. Dạ em đi nghe anh ba. Anh ba ơi, vài bữa nữa tụi em qua nhậu với anh ba nghe anh ba. Ờ Lép à? Dạ. Mày hay cái gì chưa Lép? Trời ơi, em mới về tới đây mà có hay biết cái gì đâu anh ba. Ờ ha, ông hội cho người kiếm mày quá trời quá đất. Mày về đây coi chừng ổng đó nghe. Trời đất ơi, em đâu có làm gì đâu mà ổng tìm em. Mày có nợ nần gì ổng không? Ổng nợ tao thì có, một tháng giữ trâu chưa có lương. Anh ba, anh nghe nói ổng tìm làm gì không anh ba? Hả? Ông nội tao cũng không biết được nữa. Chỉ biết là gần một tháng nay ổng cho người đi kiếm mày. Ổng bệnh nặng lắm,
chắc gần chết rồi đó. Không chừng ổng kiếm mày để chia gia tài cho mày đó. Đừng có giỡn mày. Tao đang lo mà giỡn chơi cái vụ đó được à? Sao anh ba? Hả? Tốt hơn là tạm thời mày lánh mặt đâu đó đi lép. Để tao tìm hiểu coi sao rồi chừng đó có kết quả tao cho mày hay. Trời ơi, phải biết như vậy đó. Tôi đi theo ngã tư quốc tế cái rồi. Hay là bây giờ mày đi đi. Hồi nào tới giờ tao đâu có biết Sài Gòn ra sao đâu. Nói chi tới ngã tư quốc tế. Lớ quớ lên đó là chết đói như chơi vậy đó. Vậy mày tính đi đâu? Còn đi đâu nữa, sen của tao á. Ừ, có lý. Có lý à. Dạ thôi, tụi em về nghe anh ba. Ừ, y như vậy nghe lép. Em về anh ba ơi. Mình ơi, dịch bữa nay chết hai con. À hả, bộ dịch qua ăn lúa của người ta cho nên bị... Em sao hay nghĩ xấu cho người ta quá. Ở làng này ai cũng thương vợ chồng mình, mọi người hùng lại một chút để giúp vốn cho mình, thì ai lại nỡ đập dịch mình chứ. Nhưng mà dịch nó bị toi. Anh ba nếp anh nói mình lấy tỏi đập dập bỏ vô thức ăn, còn con nào bỏ ăn thì lấy nước tỏi cho nó uống. Mình về đây á, nếu không nhờ vợ chồng anh ba nếp giúp đỡ thì không biết phải làm sao mà sống á. Anh thấy không, ông bà mình nói không có sai mà. Vẫn nghèo à, cái vẫn nghèo, bôn ba xuôi ngược vẫn nghèo vẫn ở đeo. Về đây nuôi vịt nuôi heo, tuy xuồng nhỏ vẫn tay chèo vẫn ở. Mình ơi gian khổ chớ sờn, xứ ta dù khó vẫn hơn xứ người. Ta về ta tắm áo ta, dù trong dù đục áo nhà vẫn hơn. Nín, nín hết đi, lúa đẻ, đừng có ai nói gì hết. Trời đất ơi, ban ngày ban mặt tại sao ngờ ngờ vậy cha? Muốn trong hội đồng tóm cổ hả? Ừ, tao muốn vậy đó. Tao hỏi mày nè, tao tội gì sống như ở tù? Sáng phải chui vô xó, chiều mới ló đầu ra. Trời đất ơi, khổ quá rồi, tao mới tính nước liều. Tao vào gặp ông hỏi lý do gì, lại tìm lại kiếm mà làm chi. Chuyện quả thật phá thì tao nghĩ hoài không ra, càng nghĩ càng điên cái đầu. Anh ba đã nói để từ từ anh tìm hiểu lý do rồi anh cho mày biết. Đừng có nôn nóng quá, dục tóc bất đạt. Ông bà xưa đã nói như vậy mày không nhớ sao? Ông bà xưa nói vậy đó hả? Rồi ông bà xưa có nói tự dưng sao tao mới trốn chui trốn nhủi như vậy không? Trả lời đi. Có chứ. Quả gửi tai bay, quả tai không biết ai gửi mà lại tự nhiên bay bên mình mày mới chết đấy chứ. Rồi ông bà xưa có nói là tao tại sao tao vừa bị thất nghiệp vì đòn rã rồi kế lại cái tay bay qua gửi cho tao không? Có không? Sách có câu phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Phước thì không đến hai lần mà quả thì không đi một mình, lúc nào cũng có đôi có cặp hà. Hay hay quá, thiệt là không ngờ ông chồng của tôi không còn là chàng lúa cù khờ, đã là một tay hở tủ đồ nho. Cũng nhờ đi hát đây đó học nhiều cái hay cái tốt, mới biết bầu trời không phải nhỏ như là cái nắp dùng. Ông trời ở đâu ngó mi xuống mà chán ngán sự đời, kẻ thì tay bay còn thêm quả gửi ngóc đầu không lên. Có người sung sướng quá xa, họ cười mà tôi đây muốn nổi gió, muốn nhảy xuống đìa cho đìa nó căng khắp mình nổi ghe. Ủa, nổi ghe là nổi gì vậy? Là nổi ghẻ đó. Nó làm hề riết rồi tẩu quả nhập ma. Ý, hình như anh ba nếp kìa. Ủa, ảnh đi đâu mà có vẻ săng sái quá vậy cả? Chắc là có người thấy tao lại đây rồi. Ừ, thì đừng có đi. Kìa, anh ba, có chuyện gì mà anh... Tao đi kiếm thằng Lép. Mà có chuyện gì, thằng Lép nó... Ủa, mới đây đâu rồi? Bộ nó có ở đây hả? Nó mới ở đây nè, em với nó đang nói chuyện thì chợt thấy anh... Anh ba ngồi nghỉ nghe, em vô nấu nước trà. Thôi, đừng có bày đặt trà nước nữa thím ơi, tôi đi bây giờ. Lép à, Lép! Nó chết rồi. Chứ bộn hồi sao mày trốn? Làm gì trốn anh ba? Em đứng ở trong gạt cửa cho mũi cắn chơi vậy thôi. Tại sao kỳ vậy? Tại vì
em hận thoái đời, bởi vậy muốn cho mũi cắn chết chơi vậy đó. Mày điên vừa vừa đó Lép à, chưa cho tao điên với. Được rồi, mày theo tao lên gặp ông Hội là mày hết điên ngay. Anh Ba, tại sao vậy anh Ba? Ông Hội đang cho người tìm anh Lép mà. Đừng có lo, tôi không thể lộ được vì tôi đã hứa. Bây giờ tôi chỉ nói có một câu là tiền hung hậu kiết. Đi Lép. Ủa, bộ mày sợ sao mà mặt mày mày xanh lè xanh lét vậy? Làm gì sợ, không bao giờ sợ. Đi đi chứ. Nè, hồi nãy mình nói cái gì á thì sau này mày phải nhớ nghe chưa. Thôi đi. Mình ơi, mình ơi, mình chết rồi, mình ơi, chết rồi, mình ơi. Hả? Ai chết vậy mình? Ai chết mà mình khóc vậy? Mình chết chứ ai chết, vợ chồng mình chết. Hả? Trời ơi, anh nói cái gì thấy ghê vậy? Tại sao vợ chồng mình lại chết? Vợ chồng mình chưa chết nhưng rồi sẽ chết, vì bì dịch của mình đã từ giã cõi đời hơn phân nửa rồi. Hả? Không có thuốc gì trị nó sao anh? Biết thuốc gì bây giờ? Hay là tại nó anh đúng thuốc sát trùng của mấy dãy ruộng ở Lung Ngang? Ừ, có lẽ là vậy à. Chiều hôm qua anh có lùa vịt ăn ở bào đìa của ông Hội rồi xuống Lung Ngang á. Vậy là chắc nó bị trúng độc rồi. Chết mấy con vậy anh? Mấy con cái gì? 100 mấy chục con á. Trời đất ơi, trận này tiền đâu mà trả cho người ta chứ. Đừng có quá lo anh à. Anh đã từng nói thành bại thư á đều do định số mà. Anh lúa à, ta chỉ biết tận lực tận tâm làm ăn chí thú, còn việc thắng thua thì phụ thác cho trời. Chứ thành suy cũng tùy lúc tùy trời. Có lẽ cái thời mình nó chưa tới cho nên phải lận đận lao đao. Sức khỏe mòn hao, hãy vui vẻ chấp nhận những điều bất hạnh. Anh lúa à, sau cơn mưa thì trời càng thêm sáng, bi kịch qua rồi thì sẽ đến lúc thới lại. Mình nói thì tôi nghe chí lý lắm, nhưng mà đời của tôi sao toàn là bi kịch, không biết bao giờ mới tới thới lai. Rồi sẽ tới thôi mà, đừng có nôn nóng. Hôm ấy em còn nhớ mình có nói phước bất trùng lai còn quả vô đơn chí mà. Ừ ha, hôm ấy mình cười cái mặt đưa đám của thằng Lép, bây giờ thì ai cười cái mặt của mình đây? Phải rồi, không buồn, không lo, thua kèo này ta bài kèo khác. Dạ, cái gì mà hai vợ chồng vui quá vậy? Ủa Lép, mày không sao hả? Nếu có sao thì giờ này tao đâu có đi thông dong vậy nè, không? Dạ, chẳng những không có gì mà coi bộ anh có vẻ oai vệ như một công tử á. Áo này đẹp nghe, ai mai cho vậy? Còn ai trồng khoai đất này, vị hôn thê của ảnh con Sen chứ ai. Không, cô Sen là chúa Hà Tiện mà, không bao giờ dám bỏ một số tiền lớn để mai cái áo này đâu. Có lẽ anh Ba Nếp đã cho hắn ta vay tiền mai áo để lấy le bên nhà vợ, đúng không? Thật lắc hết trơn rồi. Bây giờ hai người kể chuyện vui của hai người cho tôi nghe đi, rồi tôi kể cái chuyện vui mà buồn của tôi cho hai người nghe, được không? Dịch của tao ăn nhầm thuốc sát trùng chết hết phân nửa rồi. Trời đất, dịch chết mà hai vợ chồng cười. Hai chồng lúa đẹp là ngộ ghê nha. Đâu có gì mà ngộ, ảnh đang rầu vì dịch chết á. Em nói ảnh hôm kia ảnh đã khuyên anh Lép đừng có rầu, vì ông bà xưa đã có câu rằng phúc thì không đến hai lần à, nhưng cái quả thì đủ đôi đủ cặp mà, với lại hết bỉ cực thì mới tới thới lai. Đừng lo rầu trước những điều bất hạnh, thế là anh ấy không có còn bực bội à. Phơi phới yêu đời dù thiếu trước hụt sau. Hay, xin quan hô bảo thì đẹp, dịch chết thì mặt ngay gậy, cứ ung ngẩng đầu bước tới khi đã chìm tận đáy bụng thì ắt phải trồi lên. Tôi nhân danh là người bạn thâm tình,
cho ông bà mười công ruộng và tám con trâu. Thôi đi lép ơi, tao lại mày, đây không phải là sân khấu hát cương. Sân khấu và cuộc đời, tao thấy không có gì khác nhau đâu mày. Ngược lại giấc mơ thì đúng như những điều không có thật. Ừ, dù lấy cuộc đời làm sân khấu để hát thì cũng được, cũng không được hát cương. Tao hát cương hồi nào? Sao? Chứ anh vừa nói tặng cho tụi này 10 công đất và 8 con trâu, không phải cương sao? Đúng, hát đúng kịch bản đàng hoàng. 10 công đất, có 2 công vườn và 8 công ruộng. Còn 8 con trâu thì 2 con trâu đực nè, 4 con trâu cái và 2 con ngé. Lẽ ra là 10 con, nhưng mà vừa rồi đã mới bán 2 con để lo thuốc cho ổng đó. Mày nói bầy trâu đó sao giống bầy trâu hồi đó tao giữ vậy? 2 con đực là con mẫn với con cui, còn... Đúng rồi, chính nó đó. Trời con lại cha, hết chuyện giỡn rồi sao? Để đem cái chuyện ruộng đất với trâu của ông hội ra mà giỡn. Ông hay được hả? Ông cạo đầu à cha. Chẳng những ông không cạo đầu tao mà còn cho tao mặc áo gấm nữa à. Anh Lép à, tôi thấy nãy giờ vở kịch của anh hơi dài rồi đó. Kết thúc đi, hạ màn đi. Vậy hen, hai ông bà coi kỹ phải chữ ký của ông hội không? Coi kỹ coi. Đúng rồi đó, tôi có thấy ông ký hồi nào đâu mà biết. Thằng lúa mày có xác nhận là chữ ký của ông không? Đúng không? Xác nhận không? Tao xác nhận à. Nghe tao đọc đây nghe. Ta đọc phần quan trọng thôi nha. À, tôi bằng lòng tặng vô điều kiện cho anh Lúa và chị Đẹp số tài sản gồm có 2 chấm số hàng gạch đầu dòng. Số 1, 10 công đất gồm 2 công vườn và 8 công ruộng. Số 2, trâu 8 con, 2 đực, 4 cái, 2 ghé. Sao tin chưa? Sao? Hai người nhìn kỹ đi. Lép, mày làm sao có được cái giấy này? Tao là con trai của ông hội. Hả? Thiệt sao? Thì cái giấy này đã chứng minh rằng tao là cái người thừa kế duy nhất của ổng. Anh Lép ơi, anh làm cho tụi tôi như rớt từ trên trời rớt xuống vậy đó. Thiệt không có thể nào ngờ anh là con của ông hội mà lại là người thừa kế duy nhất nữa. Đúng là anh Lép đã tới hồi tới lai. Sao chưa bao giờ tao nghe mày nói tới vụ này vậy? Bởi vậy tao mới nói là giữa sân khấu và cuộc đời nó không có khác gì nhau. Không nhưng tao có được một giá tài to lớn à. Phải gọi đó là niềm vui. Nhưng mà nhớ lại thân thế của mình, tao lại buồn. Ba tao ông hội đồng đó, có bà vợ lớn và bà vợ thứ hai, nhưng lại không con. Ba của tao là con gái một ta điền, tuy nghèo khổ nhưng trời lại phú. Để cho bà có một nhan sắc dễ coi, ông hội đồng phải lòng đó, lùi tới tới lui, khiến bà hội nổi tánh ghen tuông, đuổi mẹ tao ra khỏi làng ngay. Ngoại tao đành chôn đi khỏi làng, lúc ấy tao vừa mới được sinh ra. Rồi làm sao anh có mặt ở đây? Sau đó má tôi trở lại coi viện bắt tôi ra, lẻn về đây đưa cho má nuôi của tôi nuôi, dặn rằng chừng nào hai bà hội chết á là mới cho tôi biết sự thật. Ai dè đó má tôi chết trước bà hội hai. Nhưng mà trước khi chết á cũng có thể trăn trối với mày. Mày biết không, lúc đó tao đang ở trong mương lung giữ xà lan lúa cho ông hội, tao đâu có. Thiệt là ly kỳ như tuồng hát cải lương á. Rồi bây giờ má anh đâu? Sau khi bà ngoại tôi qua đời, má tôi có trở về đây mấy lần, nhưng mà không muốn ra mặt. Lần sau này đó, thấy ông hội đau nặng quá, bà mới đến gặp ông và cho người đi tìm tôi. Mừng cho anh gặp lại được cha mẹ ruột của mình. Ê, cho tụi tao qua bển ra mắt má mày đi. Má tao ở trong chùa, tao chỉ ở với ba tao thôi. Bởi vậy tao muốn vợ chồng mày cùng ở chung với tao cho vui mà. Thôi, tao cảm ơn mày. Chúng tao không thể nào rời căn nhà đầy kỷ niệm này được. Mày đã giúp tụi tao như thế này là quá quý rồi. Thú thật, dù mơ tao cũng không dám mơ như vậy nữa. Nhưng đây không phải là mơ mà là sự thật. Nè, hai ngày nữa tao làm đám cưới đó nghe. Chuẩn bị bao tử đi nghe. Chuyện gì chứ chuyện đó thì... Đây sẵn sàng. Bây giờ tao qua tao gặp của tao. Chúc hai người hạnh phúc. Chúc sớm quá. Chào. Mình ơi, có phải chúng mình đang nằm... Không, chúng ta đã qua bỉ cực. Vậy là đã đến hồi thới lai rồi. Duyên thắm tình quê bên đồng canh nương rẫy, tình mãi thủy chung bên dòng nước ngọt ngào. Con cháu đùa vui bên nhà đền đằng sang, chiều mai làng quê thương quá dòng sông trong chiều dương ánh nắng, từng tiếng hò...